Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 72. Từng giây trôi qua, mỗi một cái hô hấp đều là khảo nghiệm to lớn nhất đối với bọn họ. Trọc Thiên Hồng khôi phục cũng không kém nhiều, cùng Kim Giáp gia nhập đội ngũ lôi ngự, thôi động chiến thuyền tiến lên, mà Dịch Bằng lại giúp đỡ Hồ Mạnh Nhiên khống chế chiến thuyền. Ngày cuối cùng trôi qua thập phần chậm chạp, người khác không cách nào cảm ứng được thời gian trôi qua, nhưng Tiêu Phàm biết rõ. Bên cạnh hắn đặt một cái đồng hồ cát, đây là hắn đã sớm chuẩn bị. Khi đạp vào chiến thuyền, Tiêu Phàm liền cầm ra đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này chỉ còn lại 1/20. Không đến 6 canh giờ cuối cùng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất an. 9 ngày, con người Tiêu Phàm cơ hồ không có nhắm lại, một mực không ngủ không nghỉ quan sát đến động tĩnh bốn phía, sợ bị hải thú đánh lén. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quay đầu không khỏi hướng về vị trí thạch thánh phía sau, không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền làm Tiêu Phàm giật mình. Chỉ thấy từng đạo hắc sắc thân ảnh che kín phía trên bong thuyền, đó là từng đầu hắc xà dài 1 mét, trên người răng đầy vảy giáp màu đen, dị thường âm trầm. Bọn chúng không kiêng nể gì cả du động trên bong thuyền, bởi vì không có bất kỳ thanh âm gì, cho nên bọn họ không cách nào nghe được. Hắc thủy huyền xà. Tiêu Phàm một cái liền nhận ra lai lịch những con rắn này, đây là một quần thể bát giai cửu giai, dù là trên chiến thánh cảnh gặp bọn hắn đều nguy hiểm dị thường. Nhất là ở Tịch Tĩnh Hải, chiến thánh cảnh căn bản không có quá nhiều ưu thế, hắc thủy huyền xà mang theo nọc độc có thể tê liệt thần kinh chiến thánh cảnh, một khi bị bọn chúng phát hiện, cơ hồ chỉ có một con đường chết. Bởi vì bong thuyền chỉ có Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Thạch Thánh, ba phương hướng chiến thuyền lọt mất một cái phương hướng. Những hắc thủy huyền xà này chính là từ cái hướng kia đến, hiển nhiên chỉ là vừa mới đến, bằng không mà nói, bọn hắn đoán chừng cũng đã trúng chiêu. Nhìn thấy Tiêu Phàm quay đầu, có 4-5 đầu hắc thủy huyền xà trực tiếp hướng về cổ Tiêu Phàm cắn tới, tốc độ nhanh vô cùng, một khi cắn chúng, cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng sẽ tê liệt trong nháy mắt. Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh rất nhanh, sát khí đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà ra, kiếm khí đầy trời tàn phá hư không. Toàn bộ hắc thủy huyền xà gần hắn bị quấy đến vỡ nát. Phía trên bong thuyền lưu lại từng đạo tàn ảnh Tiêu Phàm, chỉ một lát sau, vô số hắc thủy huyền xà liền bị thanh lý không còn một mảnh. May mắn là những hải thú cùng tu sĩ đã hôn mê cũng không có bất trắc gì, lúc Tiểu Kim cùng Thạch Thánh quay đầu trông lại, bong thuyền không ít vết máu, hai người một mặt mờ mịt. Xem như sợ bóng sợ gió một trận, trong lòng Tiêu Phàm khuyên bảo bản thân. Nhất định phải cẩn thận một chút, nơi này ngàn vạn không thể khinh thường. Hiện tại, bọn hắn chỉ còn lại mấy canh giờ liền có thể thoát mảnh Tịch Tĩnh Hải này, những hải thú này khẳng định chịu đựng không nổi, sẽ bắt đầu điên cuồng công kích. Tiếp theo cũng chứng minh Tiêu Phàm nghĩ đúng, thỉnh thoảng có hải thú tập kích chiến thuyền. Có lẽ, từ thời điểm Tiêu Phàm bọn hắn bắt đầu lái vào Tịch Tĩnh Hải những hải thú liền theo đuôi ở phía sau, chỉ chờ Tiêu Phàm bọn hắn không kiên trì nổi liền bắt đầu công kích. Chỉ là ngoài ý muốn chúng nó là ý chí Tiêu Phàm bọn hắn đầy đủ kiên định, lại còn có thể kiên trì đến hiện tại. 6 canh giờ qua thập phần chậm chạp, lúc chiến thuyền xuất hiện ở trong một mảnh hải vực màu xanh biếc, đám Tiêu Phàm đã máu me khắp người, dù là Tiêu Phàm cũng chịu thương không nhẹ. Tu chỉnh nửa ngày, tiếp tục đi tới. Vượt qua Tịch Tĩnh Hải, trên mặt Tiêu Phàm cũng rốt cục hiển hiện nụ cười, ba cửa ải chỉ còn lại 2 ải cuối cùng, liền có thể tới vị trí hồn tộc. Mà đối với Tiêu Phàm mà nói, 2 ải phía trước với hắn mà nói là nguy hiểm nhất, về phần cửa thứ 3, Tiêu Phàm không sợ hãi. Nhìn chân trời, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nói cửa thứ 3 là eo biển thời không, rất nhanh liền có thể vượt qua, tiểu ma nữ, ta tới đây. Giờ phút này, phía trên Lưu Ly Thánh đảo vị trí hồn tộc, bên trong một tòa đại điện. Toàn bộ các đại trưởng lão hồn tộc đều tụ tập ở chỗ này, thần sắc không giống nhau. Cùng thời điểm tiểu ma nữ mấy tháng trước so sánh tựa như hoàn toàn biến thành một số người khác. Đại trưởng lão, tổ mộ bình tĩnh, nhìn đến công chúa hẳn là thành công. Thất trưởng lão mở miệng nói. Công chúa vì hồn tộc làm ra cống hiến lớn, nàng hy sinh rất có giá trị, bất quá, hồn tộc ta không thể một ngày vô chủ, ta đề nghị đệ nhất thiên tài hồn quân Loan làm vương tử hồn tộc. Lại một trưởng lão nói ra. Tam trưởng lão, công chúa còn chưa có chết. Ngươi liền vội vã lập người khác như vậy.
Một bà lão áo bào đen híp hai mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta cũng không cần che giấu, Diệp Thi Vũ tiến vào tổ mộ kết quả như thế nào, người không biết. Thật muốn ta làm rõ sao? Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, bà lão kia lập tức mặt âm trầm, không còn nói chuyện. Bọn hắn đều biết rõ, tiến vào tổ mộ làm sao có thể còn sống đây. Trước đó bọn hắn cũng không phải chưa thử qua những người khác tiến vào, cho đến nay không có một ai sống sót đi ra. Mặc dù bọn hắn không biết tiến vào bên trong tổ mộ sẽ phát sinh cái gì, nhưng không hề nghi ngờ tiến vào hẳn phải chết là không nghi ngờ. Đây cũng là một trong nguyên nhân đám người cam nguyện để Diệp Thi Vũ tiến vào tổ mộ. Nếu như nhất định phải lập người thừa kế mà nói, ta cảm thấy Hồn Tử Yên cũng không tệ, Trầm Huyễn Ngân cũng có thể. Có một lão già mở miệng nói, lúc này bọn hắn nhất định phải đề nghị người chính mình, có thể đủ thông qua hay không chính là hai chuyện. Trầm Huyễn Ngân hồn lực mặc dù thuần túy, nhưng cuối cùng không phải hồn tộc bản gia. À, Diệp Thi Vũ không phải cũng không phải hồn tộc bản gia sao? Trong lúc nhất thời, các đại trưởng lão bắt đầu tranh chấp, châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không có đoàn kết như mấy tháng trước. Đủ rồi, đột nhiên, đại trưởng lão anh bà chống gậy trên mặt đất trùng điệp đánh một cái, đại trưởng lão đứng dậy. Những người khác thấy thế cũng không dám nói gì nữa, đại trưởng lão là thay mặt tộc trưởng, không có người thừa kế hồn tộc, đại trưởng lão chính là địa vị cao nhất. Tổ mộ 10 lần dung chuyển rốt cục bình tĩnh, tiếp theo sẽ có khoảng 3 năm, trong thời gian này ta xem mọi người vẫn là ngẫm lại khi nào mở ra tổ mộ, tế điện tiền bối. Đại trưởng lão lại chậm rãi ngồi xuống dưới, nói. Nghe được 4 chữ tế điện tiền bối, này, tất cả ánh mắt trưởng lão sáng lên, bọn hắn chỗ nào không rõ ràng cái này căn bản liền không phải là cái gì tế điện tiền bối, mà là mở ra tổ mộ, trắng trợn phá lấy bảo tàng bên trong tổ mộ. Dạng cơ hội này cũng không nhiều, lần trước mở ra tổ mộ đã là 30, 40 năm trước, hồn tộc là được không ít bảo bối. Đáng tiếc là bọn hắn được không ít bảo bối, nhưng căn bản không ai đột phá chiến thần cảnh, đương nhiên những bảo bối kia dùng để kéo dài tuổi thọ lại không có bất cứ vấn đề gì. Đại trưởng lão, theo ta thấy, việc này càng nhanh càng tốt, tế điện tiền bối, có thể nào kéo dài thời gian đây? Tính toán thời gian. Chân long huyết quả bên trong tổ mộ cũng sắp thành thục, tuyệt đối không thể bỏ qua thời gian hái tốt nhất. Ngũ trưởng lão, người nói không đúng, chân long huyết quả chỉ là tế điện tiền bối ban ân cho chúng ta, có cái gì trọng yếu hơn tế điện tiền bối? Tam trưởng lão giáo huấn đúng, tại hạ thụ giáo. Các vị trưởng lão người một lời ta một câu, vừa rồi còn đầu mâu đối chọi, bây giờ lại cho người ta một loại cảm giác đoàn kết nhất trí, suy nghĩ cho nhau. Nếu tất cả mọi người tích cực như vậy, vậy liền định vào sau 3 ngày tế điện tiền bối. Đại trưởng lão cuối cùng giải quyết dứt khoát. Đại trưởng lão anh minh, đám người hơi hơi thi lễ. Những người này đều là lão quái vật sống hơn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, da mặt xác thực không phải dày bình thường. Nếu như Diệp Thi Vũ nhìn thấy những sắc mặt ghê tởm này không biết sẽ cảm tưởng thế nào đây. Bất quá giờ phút này Diệp Thi Vũ cũng xác thực khó bảo toàn bản thân. Một mảnh thế giới ngũ thải ban lan, nơi này cỏ mọc én bay, màu xanh biếc rạt rào, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Trong hư không bay tán loạn khắp nơi các loại điểm sáng khác nhau, thập phần mỹ diệu, còn có giọt nước óng ánh trong suốt, đó là biểu hiện thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm. Nơi này không phải nơi khác mà là hồn tộc tổ mộ. Chính giữa tổ mộ, một đạo trùng sáng thông thiên liên thông chân trời. Toàn bộ 4 phía cổ địa đều có thể tùy tiện nhìn thấy bên trong chùm sáng dường như có một cỗ lực lượng từ tinh không chậm rãi vọt tới. Tới gần xem xét có thể nhìn thấy trong cột sáng có một đạo bạch sắc thân ảnh, đó là một thiếu nữ tịnh lệ váy dài vũ động, dường như hòa cùng với gió. Thiếu nữ không phải người khác, chính là tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ. Bên trong cột sáng dường như có một cỗ sức mạnh đặc biệt, đang rút ra lực lượng thể nội tiểu ma nữ, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy. Không có chút huyết sắc nào. Khí tức trên người nàng hết sức yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, bất quá nàng quả thực không có nhắm lại hai mắt mà là lạnh lùng liếc nhìn phía dưới. Nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện bên ngoài thân tiểu ma nữ có hai đạo quang mang đang không ngừng đỡ âm chạm, đây là hai cỗ lực lượng đang giao phong. Một cỗ là bảo hộ lấy tiểu ma nữ, mà một cỗ lại là đang công sát tiểu ma nữ. Ta không thể ngã xuống. Ta nhất định có thể kiên trì.
Trong đầu tiểu ma nữ có một đạo chấp niệm, một mực ép buộc bản thân kiên trì. Phía dưới nàng, cột sáng nối liền một cái đài ngọc năm màu to lớn, ngọc đài rộng chừng trên trăm trượng, thập phần to lớn hùng hồn, phía trên che kín đường vân, cực kỳ rườm rà. Những đường vân này như ẩn như hiện, tựa như thông qua cột sáng rút ra một loại lực lượng nào đó. Cũng đúng lúc này, hồn tộc tổ mộ truyền đến một trận thanh âm chấn động, hư không nổi lên từng đạo gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán đi. Ở nơi này có một chiếc chiến thuyền, nếu như nhìn kỹ, chiến thuyền này cũng không phải là ở trong nước, mà là lơ lửng trên không. Phía trước chiến thuyền một hắc bào thanh niên đang đứng, trong tay hắn đánh ra từng đạo thủ quyết, chiếu trên hư không. Một cái tay khác sắt lấy một bản vẽ, dưới sự thúc giục của Tiêu Phàm tản ra từng đạo gợn sóng không gian, đánh thẳng vào hàng rào hư không phía trước. Không gian hồn văn thật kỳ diệu, cũng may nắm giữ thiên cơ đồ, bằng không muốn vượt qua eo biển thời không thật đúng là không dễ, dù vậy ta chỉ vẻn vẹn có thể mở ra một con đường phá hư không mà thôi. Hắc bào thanh niên hít sâu một cái, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hắc bào thanh niên không phải ai khác mà chính là Tiêu Phàm, bọn hắn khống chế chiến thuyền xuyên qua tịch tĩnh hải, sau đó vượt qua eo biển thời không đi tới nơi này. Đối mặt với cửa thứ ba eo biển thời không, Tiêu Phàm lại tự tin vô cùng, người khác không cách nào làm được nhưng hắn là hồn điêu sư cấp truyền kỳ, cách hồn điêu sư cấp thủy tổ cũng chỉ có một bước. Huống chi, trong tay hắn còn có thiên cơ đồ Bắc lão cho hắn, phá vỡ hư không cũng không phải là việc khó, qua một ngày, Tiêu Phàm rốt cục chạy tới nơi này. Oanh, đột nhiên hư không chấn động một trận, sau đó vỡ ra một đạo liệt phùng, ngay sau đó điểm sáng rực rỡ từ bên trong đập vào mặt, Tiêu Phàm không khỏi hít sâu. Những người khác cũng nhao nhao đi lên phía trước, kinh ngạc nhìn thế giới liệt phùng đối diện, cảm nhận được thiên địa linh khí nồng nặc, đám người cảm thấy toàn thân thư thái. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, ta cảm giác muốn đột phá. Ta cũng vậy, tất cả ám thương trước kia vậy mà toàn bộ tốt hơn, đây thực sự là hung long hải cốc sao? Nhất định chính là tiên cảnh nhân gian. Đang muốn hảo hảo ngồi xuống tu luyện một phen. Thiên địa linh khí nồng đậm như thế ta còn là lần thứ nhất cảm nhận được. Đám người kinh ngạc nhìn phía trước, gần như ngốc trệ tại chỗ, bọn hắn hàng năm chạy trên biển, cảnh sắc cũng gặp qua không ít, nhưng chói lọi sáng chói như thế còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Còn lo lắng cái gì, đi vào trước lại nói. Tiêu Phàm quát khẽ nói. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khống chế chiến thuyền phóng tới liệt phùng, rất nhanh liền xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian mới. Nơi này không có nước biển, chỉ có một mảnh lục địa, chiến thuyền cũng đỗ trên lục địa, bất quá giờ khắc này cũng không có người nào quan tâm chiến thuyền. Có không ít người trực tiếp xếp bằng tại chỗ bắt đầu tu luyện, có mấy người càng là trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thiên địa linh khí nơi này thật là nồng nặc, so với Lưu Ly Thánh Đảo còn muốn nồng đậm hơn rất nhiều, thuần túy hơn rất nhiều. Sở Phiền kinh ngạc cảm thụ được thiên địa linh khí bên trong vùng không gian này. Ngươi xác định, Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ địa đồ tô họa cho bản thân không phải tiến về Lưu Ly Thánh Đảo? Ta xác định, cho dù là địa vực giữa Lưu Ly Thánh Đảo cũng không có nồng đậm như vậy. Sở Phiền khẳng định gật đầu, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, đúng rồi, có một nơi phù hợp với hoàng cảnh nơi đây. Chỗ nào, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Hồn tộc tổ mộ, Sở Phiền khẳng định gật đầu. Sau đó kinh ngạc nói, thì Vũ Tỷ không phải ở bên trong hồn tộc tổ mộ sao? Nghe nói như thế, thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, hắn đã không kịp chờ đợi tìm kiếm tiểu ma nữ, vạn nhất nơi này thực sự là hồn tộc tổ mộ, hắn nhất định phải tìm tiểu ma nữ trước tiên. Cách Trầm Huyễn Ngân nói 3 tháng kỳ hạn, đã vượt qua mấy tháng, trong lòng Tiêu Phàm cũng càng ngày càng vội vàng, sợ tiểu ma nữ đã gặp nguy hiểm. Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến là triệu hồi ra một đám hồn thú trong không gian bí cảnh, nơi này nếu như có thể tăng lên tu vi bọn chúng, đó là chuyện tốt. Không làm hắn thất vọng, nơi này rốt cuộc lại có thể mở ra không gian bí cảnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn 40 đầu hồn thú bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, khí thế bàng bạc làm Hồ Mạnh Nhiên phát sợ. Cho dù là một đám hải thú cũng kinh hồn táng đảm, ở chỗ này bọn chúng không phải đối thủ những hung thú này. Thiếu chủ, một đám hung thú đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, thập phần cung kính nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa tay vung lên, dùng hồn lực ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, chính là tiểu ma nữ,
sau đó nói, tất cả mọi người nghe lệnh, tìm người này cho ta, hảo hảo bảo hộ nàng, 3 ngày sau tập hợp ở chỗ này. Vâng, thiếu chủ, một đám hung thú cung kính nói, sau đó lập tức giải tán. Trên người bọn chúng đều có linh hồn ấn ký Tiêu Phàm, không có khả năng chạy trốn được, Tiêu Phàm cũng không sợ bọn chúng chạy mất. Trọc Thiên Hồng, Dịch Bằng, các ngươi lưu ở chỗ này bảo hộ bọn hắn, những người khác theo ta đi. Tiêu Phàm để lại một câu nói liền mang Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền hướng về nơi xa bay đi. Nếu mang theo Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn đến, Tiêu Phàm không có ý định vứt xuống bọn hắn, nhất là Hồ Mạnh Nhiên, người này Tiêu Phàm cảm thấy vẫn có đại dụng. Một đường phi nhanh, hồn lực Tiêu Phàm không giữ lại chút nào bạo phát ra, linh hồn chi lực bao phủ xung quanh 300 dặm, hồn tộc tổ mộ vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng, nghiễm nhiên chính là một mảnh cổ địa to lớn. Phi hành nửa ngày, màn đêm chậm rãi tới, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn không phát hiện bóng dáng tiểu ma nữ, dù là hắn đã hơn nửa tháng không ngủ không nghỉ, Tiêu Phàm cũng không có buông lỏng chút nào. Tiêu đại ca, ta cảm giác hướng kia thiên địa linh khí ba động rất lợi hại. Đột nhiên, Sở Phiền chỉ nơi xa nói, hắn đối với hồn lực cảm ứng còn nhạy bén hơn Tiêu Phàm. Đi, Tiêu Phàm biết mình đã có chút mệt mỏi, không chút do dự tin tưởng cảm giác Sở Phiền. Lúc này, một đạo cột sáng to lớn tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm bọn hắn, con người Tiêu Phàm ảm đạm đột nhiên phóng quang mang lóe sáng. Tiêu Phàm nhìn thấy cột sáng to lớn kia, chẳng biết tại sao cả người có chút cảm xúc bành trướng, tựa như trái tim bản thân bị cái gì nắm, cực kỳ khó chịu. Hắn tăng tốc bước chân, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh theo sát phía sau, 3 người đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm vội vàng. Không thể không nói, phạm vi hồn tộc tổ mộ cực kỳ rộng lớn, lấy tốc độ Tiêu Phàm phi nhanh nửa ngày vậy mà cũng không thể chạy tới vị trí cột sáng. Nhìn núi làm ngựa chết chính là đạo lý này, cột sáng kia rõ ràng ngay bên trong tầm mắt, nhưng lại không tới gần được. Không đúng, cứ thế này vĩnh viễn đều không có khả năng chạy tới. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm, hắn cẩn thận nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện bản thân một mực ở quanh đảo. Tâm thần Tiêu Phàm vội vàng tìm kiếm bên trong tu la truyền thừa, tin tức tô họa cho hắn chỉ có phương pháp tiến vào hồn tộc, lại không có ghi chép liên quan tới hồn tộc tổ mộ. Đúng rồi, Tiêu đại ca, ta nhớ hồn tộc tổ mộ chỉ có hồn tộc chúng ta có thể tùy ý hành tẩu, những người khác ở chỗ này rất dễ bị lạc. Sở Phiền đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng gọi lại Tiêu Phàm. Vì sao, Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Thạch Thánh hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm cũng nghi hoặc không hiểu, tốc độ của hắn rõ ràng không chậm, vì cái gì không thể tới gần. Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe người hồn tộc nói qua mà thôi, mảnh cổ địa này rất quỷ dị. Sở Phiền lắc đầu, nếu như không phải Tiêu Phàm đưa ra nghi hoặc, hắn đoán chừng còn không có nghĩ tới. Sở Phiền chỉ là Trầm Huyễn Ngân đưa vào Lưu Ly Thánh Đảo, nơi nào là kẻ ngoại lai, hơn nữa thời gian có hạn. Căn bản không có khả năng biết rõ quá nhiều bí mật. Chỉ Xích Thiên Nhai, đột nhiên, thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, bên trong tu la truyền thừa rốt cục tìm tới một chút tin tức liên quan tới hồn tộc tổ mộ. Chỉ Xích Thiên Nhai, chính là chân chính danh tự hồn tộc tổ mộ, có chút nơi nhìn đang ở trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, giống như cột sáng thông thiên vậy. Hơn nữa, mảnh cổ địa này rất thần bí, tốc độ thời gian trôi qua đều khác với bên ngoài. Không chỉ như vậy, mảnh cổ địa này chỉ có thể cho phép hồn tộc hành tẩu, những người khác cùng hồn thú ở chỗ này sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Loại này hạn chế người bình thường cảm ứng không ra, bởi vì loại áp chế này cực kỳ huyền diệu, cùng áo nghĩa và pháp tắc có quan hệ. Áo nghĩa, Tiêu Phàm tạm thời còn không có thực sự tiếp xúc đến cấp độ này, nhưng hắn biết rõ phàm là thứ dính đến áo nghĩa liền không thể khinh thường, lại càng không cần phải nói pháp tắc càng thêm huyền diệu. Không lâu, Tiêu Phàm đột nhiên ngồi xếp bằng, không bao lâu, một vệt sáng từ mi tâm Tiêu Phàm bắn ra, trước người Tiêu Phàm dung hợp thành một vệt ánh sáng. Đó là một đạo bóng người, cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc, rất hiển nhiên, đây là lực lượng linh hồn thuần chính nhất của Tiêu Phàm. Sở Phiền bọn hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, linh hồn đối với một người mà nói là trọng yếu nhất, một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm không chết tức tàn. Sở Phiền vốn định ngăn cản nhưng lại sợ kinh động linh hồn Tiêu Phàm, đối với hắn tạo thành tổn thương. Tiêu Phàm vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng,
tâm thần hắn toàn bộ đắm chìm trong thần cung, theo linh hồn chi lực hắn bị rút ra, thần cung cũng càng ngày càng nhỏ, tựa như cũng bị linh hồn mang đi. Sau nửa ngày, linh hồn chi lực Tiêu Phàm hoàn toàn rút ra thần cung, chỉ có U Linh Chiến Hồn vẫn còn bên trong thần cung. Giờ phút này thần cung so với trước chỉ còn lại một nửa, hơn nữa biến càng thêm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm giác được thần cung còn đang mạnh lên. U Linh Chiến Hồn cũng còn đang luyện hóa tinh hoa nhục thân thí thần thú, Tiêu Phàm đoán, một khi thí thần thú hoàn toàn luyện hóa, đoán chừng thần cung cũng có thể triệt để ổn định lại. Tiêu Phàm thật sâu nhìn U Linh Chiến Hồn vài lần, trong lòng hắn có loại dự cảm bất an, rất lâu không có loại cảm giác này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trước chặt đứt liên hệ U Linh Chiến Hồn cùng Tiểu Thiên Địa, đình chỉ luyện hóa thí thần thú. Làm xong tất cả những thứ này, tâm thần Tiêu Phàm lúc này mới rời khỏi thần cung, lần này linh hồn ly thể, Tiêu Phàm không có để linh hồn chia ra làm mấy, ở chỗ này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, dù sao việc quan hệ tới an nguy tiểu ma nữ. Tâm thần đi vào bên trong linh hồn đột nhiên mở ra hai mắt, bắn ra hai đạo thần mang. Tiêu đại ca, linh hồn ngươi làm sao cường đại như thế? Ngươi đột phá chiến thần. Sở Phiền nhìn Tiêu Phàm cả kinh kêu lên, hắn phát hiện linh hồn lực lượng Tiêu Phàm so với hắn cường đại quá nhiều. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Kim cùng Thạch Thánh nói, Tiểu Kim, Thạch Thánh, các ngươi thủ hộ ở chỗ này, coi chừng nhục thân ta. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thạch Thánh gật gật đầu, Tiểu Kim cũng gầm nhẹ một tiếng, con ngươi dị thường lăng lệ. Tiêu đại ca, linh hồn ngươi ly thể, đối với ngươi có tổn thương hay không? Sở Phiền lo lắng hỏi, đừng nói chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh đều không có khả năng thời gian dài cho linh hồn ly thể. Mảnh cổ địa này hết sức đặc thù, ở chỗ này linh hồn mới có thể phát huy ra lực lượng to lớn nhất. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Hắn mặt ngoài mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng cũng có chút bận tâm, bởi vì hắn đến nay đều không có tu luyện chiến kỹ xuất thủ linh hồn công kích, chỉ có tu la đệ tam kiếm coi như không tệ. Bất quá bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian cho hắn tu luyện linh hồn công kích chiến kỹ, ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là lần nữa mở ra tiểu thiên địa, đem tu la kiếm cùng vô tận chiến hồn lấy ra, đặt ở khu vực linh hồn thần cung. Làm hắn ngoài ý muốn là tỏa hồn châu vậy mà cũng đi theo tiến vào không gian linh hồn thể nội thần cung. Sở Phiền, theo ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, để lại một câu nói liền mang Sở Phiền hướng về vị trí cột sáng, có Tiểu Kim cùng Thạch Thánh, Tiêu Phàm tin tưởng nhục thân bản thân không có nguy hiểm. Sở Phiền vốn muốn cự tuyệt nhưng căn bản chưa kịp mở miệng, vừa nghĩ tới lần trước đi theo Tiêu Phàm xâm nhập U Minh Thâm giản kém chút chết, trong lòng hắn cũng có chút hốt hoảng. Tiêu Phàm đoán không sai, nơi này xác thực chỉ có hồn tộc có thể tự do hành động, đương nhiên, linh hồn chi thể cũng có thể. Mắt thấy cách cột sáng màu trắng càng ngày càng gần, trong lòng Tiêu Phàm cũng càng ngày càng khẩn trương lên, nơi đó như có một cỗ lực lượng đặc biệt hấp dẫn hắn. Tiêu đại ca, người có phát hiện hay không, như có một cỗ lực lượng cổ quái mang chúng ta tiến lên a? Sở Phiền đột nhiên mở miệng nói. Người cũng cảm nhận được, Tiêu Phàm cau mày một cái. Trong lòng ngưng tiếng nói, bất quá dạng này cũng tốt, nếu như tiểu ma nữ thực tiến vào chỉ xích thiên nhai, khả năng lớn nhất chính là trong cột sáng kia. Tiêu đại ca, ta sợ. Sở Phiền nhìn về phía cột sáng nơi xa đột nhiên biến sợ hãi, chăm chú mà lôi kéo cánh tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lần trước Sở Phiền cũng là như thế, cuối cùng lại gặp sự tình quỷ dị, kém chút vẫn lạc trong đó. Sở Phiền tuy nhỏ. Nhưng đồ vật bình thường tuyệt đối không dọa được hắn, hơn nữa, Tiêu Phàm cũng thập phần tin tưởng cảm giác Sở Phiền, bởi vì hồn tộc có thể cảm nhận được thiện ác đối phương, có ít người thậm chí có thể bắt cát hung. Sở Phiền, nơi này cách Tiểu Kim bọn hắn không xa, người vẫn là trở về đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn phát hiện mình quả thật quá tự tư, cho rằng Sở Phiền là hồn tộc cho nên liền mang theo hắn đến, lại không có trưng cầu đồng ý Sở Phiền. Sở Phiền trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Sở Phiền, thật xin lỗi, ngươi trở về đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Tiêu Phàm chân thành nói ra, trong lòng hắn cũng có loại cảm giác mãnh liệt bất an, lại liên tưởng đến Tô Hỏa cùng Âm Minh nói, Tiêu Phàm vẫn là quyết định bản thân một người tiến lên.
Không đợi Sở Phiền phản ứng, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng tại chỗ biến mất, lưu lại Sở Phiền tại chỗ nở ra. Loại cảm giác kia nguy hiểm. Sở Phiền lấy lại tinh thần, ánh mắt chớp lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, chẳng lẽ nguy hiểm cùng Tiêu đại ca có quan hệ? Tiêu đại ca cũng giúp ta nhiều lần, ta cuối cùng không thể mặc kệ hắn được. Đang lúc Tiêu Phàm chạy tới vị trí cột sáng hồn tộc tổ mộ, vị trí lưu ly thánh đảo, hồn tộc lại phi thường náo nhiệt, người trên hòn đảo đông nghìn nghịt. Hôm nay là một thời gian trọng yếu, chính là hồn tộc tế tổ. Chỉ bất quá, hồn tộc cũng không có bất luận kẻ nào lộ ra vẻ bi thương, ngược lại vô cùng kích động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hồn tộc người đều biết rõ, cái gọi là tế tổ chỉ bất quá là một cái mánh lưới mà thôi, chính là mở ra hồn tộc tổ mộ, vơ vét bảo bối bên trong. Chỉ cần là người hồn tộc, trừ người trông coi lưu ly thánh đảo, đều có hy vọng tham dự trong đó, được chân bảo trong tổ mộ. Hơn 30 năm tế tổ, ở bên trong tổ mộ đột phá chiến thánh cảnh, lần này, có lẽ có thể giúp ta đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Bên trong tổ mộ thiên địa linh khí thuần túy là thứ hồn tộc ta tha thiết ước mơ, vô luận là ai tiến vào bên trong đều có thể được chỗ tốt cực lớn. Lần này không biết tổ mộ sẽ mở ra bao lâu, từ khi tộc trưởng mang theo các vị tộc lão rời đi đỉnh cái quy củ này, hồn tộc ta đã kiên trì hơn ngàn năm. Tế điện tiên tổ tự nhiên muốn thời gian dài kiên trì, huống chi, cái này đối với hồn tộc ta mà nói cũng là chuyện tốt, mỗi một lần đều sẽ sinh ra không ít cường giả. Trên quảng trường rộng lớn, tiếng nghị luận tu sĩ hồn tộc như là nước sôi, bọn hắn đều ở đây không kịp chờ đợi tiến vào hồn tộc tổ mộ. Yên lặng, đến giờ tế tổ, đột nhiên, một tiếng hét to vang lên, quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Vừa dứt lời, từng đạo thanh âm từ đằng xa thoáng hiện, 12 đại trưởng lão hồn tộc đều ở trong đó, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng cơ hội này. Ngay sau đó, một vị trưởng lão hồn tộc bắt đầu cử hành nghi thức tế tổ, nghi thức thập phần cổ lão, một chút chú ngữ rườm rà từ trong miệng hắn thốt ra. Theo chú ngữ đọc lên, trên hư không đột nhiên ngưng tụ thành từng đóa thải vân tản ra ra thất thải hào quang sáng chói chói mắt, chói lọi vô cùng. Thất thải hào quang rải đầy quảng trường, rơi vào mỗi một mi tâm tu sĩ hồn tộc, quanh thân tất cả mọi người còn quấn một đạo màn sáng nhàn nhạt, dị thường lóa mắt. Trong chớp nhoáng, tất cả mọi người cảm giác lỗ chân lông toàn thân mở ra, toàn thân thư thái. Thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình mọi người khẩn trương, ánh mắt đám người tất cả đều bắn ra phía trên thải vân. Hô hô đột nhiên, từng đóa thải vân dung hợp cùng một chỗ, một đầu hướng về chân trời xạ tốc, bên kia lại bắn về phía quảng trường. Trong chốc lát, một đầu cầu vòng bảy màu hoành khóa chân trời, trói lọi đến cực điểm, giống như thông hướng một mảnh giới khác. Bất quá, người hồn tộc đều biết rõ cầu vồng này cũng không phải là thông hướng một cái thế giới, mà là thông hướng hồn tộc tổ mộ. Phía trên lưu ly thánh đảo có thông hướng cửa vào hồn tộc tổ mộ, nhưng đại bộ phận hồn tộc bởi vì độ tinh khiết linh hồn không đủ, căn bản là không có cách đi vào, chỉ có thể thông qua thải hồng kiều tiến vào. Đây cũng là nguyên nhân anh bà bọn hắn đề nghị tiểu ma nữ trở thành công chúa hồn tộc, linh hồn tiểu ma nữ cực kỳ tinh khiết. Có thể từ cửa tổ mộ tiến vào, trấn an sao động tiên tổ chi hồn. Mặt khác, muốn đi vào hồn tộc tổ mộ cũng chỉ có chờ tổ mộ triệt để an tĩnh lại mới có thể tiến nhập. Đây là tổ huấn hồn tộc tộc trưởng cùng các vị tộc lão lưu lại, hiện tại cũng không ai dám đánh vỡ. Lên thải hồng kiều, đột nhiên, anh bà hét to vang vọng chân trời, lời còn chưa dứt, anh bà liền bước vào thải hồng kiều. Cửu đại trưởng lão theo sát phía sau. Ngay sau đó là hồn tộc cường giả tu vi yếu mặc dù cũng muốn trước tiên đạp vào thải hồng kiều nhưng bọn hắn vẫn không dám vi phạm quy củ. Mấy tức trước đó, Tiêu Phàm mắt thấy cột sáng kia càng ngày càng gần, đột nhiên, bên trong hư vô vỡ ra một đường vết rách, ngay sau đó, một đầu thất thải hồng từ trong hư vô bốc lên đi ra. Tiêu Phàm cau mày một cái cũng không có để ý tới, tiếp tục tiến lên, hắn bảo thủ đoán chừng tối đa cũng liền 3 canh giờ, liền có thể chạy tới vị trí chiếu sáng. Hấp thu điểm sáng màu sắc rực rỡ trong không khí, linh hồn chi thể Tiêu Phàm càng thêm ngưng tụ, chỉ bất quá hắn cũng không có thời gian đi điều tra. Nhưng mà cũng đúng lúc này, một mặt thải hồng kiều bỗng nhiên toát ra nguyên một đám cầu vồng bong bóng, xa xa nhìn lại, bên trong cầu vồng bong bóng còn có lần lượt từng bóng người. Đó là người, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, dự cảm bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
khi hắn muốn thấy rõ ràng những bóng người trong bong bóng, những cái cầu vồng bong bóng đột nhiên hướng về tứ phương kích xạ đi, tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, còn có mấy cái bong bóng màu sắc rực rỡ hướng về vị trí hắn kích xạ mà đến, lúc nhanh gần sát mặt đất, bong bóng vỡ ra, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện. Ha ha, chúng ta vậy mà cách tổ địa gần như vậy. Trời cũng giúp ta, ta nghe nói tổ địa thiên địa linh khí là tinh khiết nhất, không nghĩ tới là thật, ta cảm giác muốn đột phá. Ta cũng vậy, lại đột phá, ta chính là chiến thánh đỉnh phong, a, các ngươi nhìn, kia có một người. Trên người có vẻ như không có khí thức hồn tộc nhưng lại là linh hồn chi thể, thật đúng là kỳ lạ, bất quá ta nghe nói trước kia cũng có linh hồn chi thể không hiểu xuất hiện ở bên trong tổ mộ. Hơn nữa tổ huấn có lời, phàm là linh hồn chi thể tiến vào bên trong tổ mộ, giết không tha. Ánh mắt một đám tu sĩ trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, sát khí nặng nề, khí thế cường đại từ trên người mấy người nở rộ mà ra, thẳng bức Tiêu Phàm mà đến. Cảm nhận được sát khí trên người mấy người, thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc quét mấy người một cái, liền hướng lấy cột sáng bay đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tiểu ma nữ, mấy chiến thánh cảnh trung hậu kỳ hồn tộc. Tiêu Phàm căn bản không để trong mắt, cũng lười lãng phí thời gian. Muốn chạy, mấy tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm quay đầu rời đi, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Thiên lôi, địa hỏa, trong đó hai người đồng thời kêu to, ngay sau đó, không trung đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn, mặt đất lại là hỏa diễm không ngớt, khí thế cuồng bạo vô cùng. Tiêu Phàm liền bị lôi điện cùng hỏa diễm bao phủ trong đó, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh. Bên trong lôi điện cùng hỏa hải, Tiêu Phàm cau mày một cái, những người hồn tộc này rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thử ngâm một tiếng, Tu La kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, một đạo huyết sắc cầu vồng kiếm phóng lên tận trời, sắc bén lăng lệ, lôi điện cùng hỏa hải bỗng nhiên hướng về hai bên vỡ ra. Trên không trung, tu sĩ hồn tộc nhìn thấy Tiêu Phàm bị lôi điện cùng hỏa hải bao phủ, ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh, sau đó theo một đạo kiếm ngân vang vang lên. Ý cười trên mặt mấy người trong nháy mắt ngưng kết. Làm bọn hắn càng thêm kinh hãi là kiếm mang kia tốc độ không giảm mảy may, lần nữa hướng về bọn hắn vọt tới. Lui, trong đó một người hét lớn, nhanh chóng hướng về hai bên thối lui. Sau đó, trong đó một người phản ứng chậm một nhịp, bỗng nhiên bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh, hóa thành một trận huyết vụ cùng hồn lực tràn ngập trên không trung. Ngay tại lúc đó, một đạo áo bào đen thân ảnh hiển lộ đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn thấy ánh mắt mà tim mật phát lạnh, dùng mình. Người vậy mà giết hồn vân, trong đó một nam tử trung niên kinh hãi nói, dám giết người hồn tộc ta, chúng ta sẽ để cho ngươi biết rõ hậu quả, mọi người cùng một chỗ lên, giết hắn. Ồn ào, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, Tu La kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo huyết sắc lợi mang trực tiếp đem một kiếm chém giết. Tiêu Phàm mặc dù không có linh hồn chiến kỹ, nhưng đối mặt một chiến thánh cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng căn bản không cần bất luận cái gì chiến kỹ, giết chết hắn như bóp chết một con giun dế. Tiêu Phàm chậm rãi quay người nhìn về phía mấy người còn lại, những người kia bị dọa đến toàn thân run một cái, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Ngươi đừng tới. Mấy người liền tựa như tiểu cô nương bị một ác hán bức bách, mặt xám như tro. Ta không đi tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại còn dám chủ động tìm tới. Tiêu Phàm sắc mặt băng lãnh, sát cơ nở rộ mà ra, nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy độ, Tiêu Phàm đã thật lâu không hề động sát ý. Mấy người toàn thân run rẩy không thôi, bọn hắn muốn chạy trốn, sau đó hai chân lại không nghe sai khiến. Dừng tay, nhìn thấy Tiêu Phàm sắp xuất thủ, đột nhiên một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến. Nghe được tiếng hét lớn nơi xa, tay Tiêu Phàm lại không chần chờ chút nào, Tu La kiếm rung động, kiếm khí gào thét bao phủ hư không. Kiếm khí này có lẽ không đả thương được linh hồn, nhưng hồn tộc là quần thể cực kỳ đặc thù, bọn hắn không phải linh hồn thể, cũng không phải nhục thân đơn thuần, chỉ là ở vào loại trung gian mà thôi. Quá trình hồn tộc mạnh lên cũng là quá trình thuế biến, hồn lực bọn hắn sẽ trở nên càng ngày càng tinh khiết, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ thành linh hồn chi thể. Lúc biến thành linh hồn chi thể, bọn hắn cũng liền đột phá đến chiến thần cảnh. Hồn tộc sở dĩ danh xưng thiên sinh thần tộc cũng không phải là bọn hắn tùy ý liền có thể đột phá chiến thần cảnh, mà là quá trình bọn hắn thuế biến, so với chủng tộc khác mà nói dễ dàng hơn quá nhiều. A, đừng giết ta! Cửu trưởng lão,
cứu ta, cửu trưởng lão, nhanh giết hắn a. Theo kiếm khí Tiêu Phàm tàn phá bừa bãi, mấy tu sĩ hồn tộc đều hét thảm lên, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn dám giết bọn hắn. Nếu như bọn hắn biết Tiêu Phàm làm người, có lẽ liền sẽ không nghĩ như thế, Tiêu Phàm giết bọn hắn cũng không biết bởi vì phía sau bọn hắn có người mà kiêng kỵ. Những người này từ khi giết Tiêu Phàm trở đi liền đã định trước kết cục bản thân, trừ phi người tới thật có thể miểu sát Tiêu Phàm, bằng không mà nói, không có người nào có thể cứu bọn hắn. Làm càn, thanh âm phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, người tới chính là cửu trưởng lão hồn tộc, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám dưới mắt nàng giết người. Nhưng mà Tiêu Phàm liền con mắt đều không liếc nhìn nàng một cái, thẳng đến khi người cuối cùng hóa thành vô số hồn lực tràn ngập trên không trung. Cách đó không xa, tu sĩ hồn tộc theo cửu trưởng lão chạy đến phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên là cửu trưởng lão lại tạm thời không có ý tứ xuất thủ. Linh hồn chi thể, ngươi là từ tổ địa trốn ra. Cửu trưởng lão nhìn chăm chú Tiêu Phàm, sắc mặt không phải rất đẹp mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua sát ý nồng đậm. Một cỗ khí thế như có như không phóng tới Tiêu Phàm, nàng muốn thăm dò ra thực lực Tiêu Phàm. Tổ địa, Tiêu Phàm có chút không hiểu thấu, trong lòng lại hơi hơi chấn động, chẳng lẽ nơi này còn có linh hồn chi thể giống như hắn. Làm bộ hồ đồ ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, tộc trưởng có lệnh. Phàm là linh hồn chi thể từ tổ địa trốn đi ra, giết không tha. Ngữ khí cửu trưởng lão bỗng nhiên biến băng lạnh. Vừa não nàng hồn lực thăm dò, đại khái có thể dò xét ra thực lực Tiêu Phàm, chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực mà thôi, chỉ cần không phải chiến thần cảnh linh hồn chi thể, nàng liền không sợ hãi. Tốt một cái giết không tha, lúc đầu bản điện chủ còn không có dự định muốn mệnh các ngươi, về phần hiện tại. Con người Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh. Tiểu ma nữ bị bọn hắn lừa gạt đến hồn tộc tổ mộ, trong lòng hắn còn kìm nén một ngụm nộ khí, hiện tại cửu trưởng lão vậy mà còn muốn giết hắn, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không giận. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện đã là trước người cửu trưởng lão, tu la kiếm bộc phát ra huyết sắc lợi mang sắc bén, xông thẳng ngực cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm chào hỏi không đánh liền giết đi lên. Hơn nữa thực lực Tiêu Phàm hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, chỉ ít tốc độ này liền không phải nàng có thể địch. Bất quá, cửu trưởng lão thân làm một trong mấy đại nhân vật cường đại nhất hồn tộc, phản ứng cũng cực nhanh, lách mình xuất hiện ở sau lưng, sau đó một cước đá vào phía trên một tu sĩ hồn tộc bên cạnh. Cửu tu sĩ hồn tộc kinh khủng kêu thảm một tiếng, ngực cũng đã cắm một chuôi huyết kiếm, sinh cơ bên trong cơ thể nhanh chóng sói mòn. Liền người chính mình đều lấy ra làm kẻ chết thay, nhìn đến hồn tộc trưởng lão cũng không phải thứ gì tốt. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, trong lời nói đều là vẻ châm chọc. Sau một khắc, con người hắn lại rơi vào bên trên tu la kiếm, chỉ thấy tu la kiếm đang tại điên cuồng rút ra máu tươi cùng linh lực tu sĩ hồn tộc. Tu la kiếm thôn phệ máu tươi Tiêu Phàm đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là bởi vì tu la kiếm giải phong, máu tươi bình thường nó đều sẽ không thôn phệ. Máu tươi hồn tộc có lẽ là tương đối thuần túy, hoặc là ẩn chứa huyết mạch chi lực, tu la kiếm vậy mà lần nữa cắn nuốt. Bất quá làm cho Tiêu Phàm ngoài ý nhất muốn là tu la kiếm lại còn có thể thôn phệ linh hồn chi lực, vừa hắn xuất thủ cũng tiêu hao không ít linh hồn chi lực. Nhưng mà vừa trong nháy mắt, Tiêu Phàm cảm giác linh hồn chi lực bản thân sói mòn lại được lấp đầy, như thế chẳng phải là nói rõ bản thân linh hồn chi lực dùng không hết. Những người khác nghe được Tiêu Phàm nói cũng bắt đầu đề phòng nhìn cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão lại tựa như cái gì đều không phát sinh, nói, hừ, hắn hồn về tổ mộ là cả một đời vinh hạnh. Yên tâm, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Trước kia bởi vì Trầm Huyễn Ngân, ấn tượng hắn đối với tu sĩ hồn tộc cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại ấn tượng Tiêu Phàm đối với hồn tộc lại rơi vào thung lũng. Để chính mình người làm kẻ chết thay còn tự cho là đúng, Tiêu Phàm buồn nôn nhất chính là loại người này. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm lần nữa thẳng hướng cửu trưởng lão, tốc độ nhanh như bôn lôi. Cửu trưởng lão lần này lại lộ ra vẻ khinh thường, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay vung lên, từng đạo lưu quang đột nhiên từ tứ phương kích xạ mà đến, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt hắn. Bang một tiếng, thân hình Tiêu Phàm bị đẩy lui, khi hắn ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ chấn động. Trong phút chốc, trước mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện vô số cửu trưởng lão, mỗi một cái đều vô cùng chân thực, cười lạnh nhìn hắn,
về phần tu sĩ hồn tộc khác lại biến mất. Hoàn cảnh xung quanh không thay đổi, mà giữa thiên địa lại chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng vô số cửu trưởng lão. Hồn kính chi thuật, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói, hắn liếc nhìn lấy bốn phía, lại không thể nhận ra một ai mới là cửu trưởng lão. Ngươi lại còn biết được hồn kính chi thuật, khó trách ngươi có thể từ bên trong tổ địa trốn đi ra. Thanh âm cửu trưởng lão phiêu miểu quanh quẩn giữa thiên địa, không biết từ phương hướng nào truyền đến. Chết đi, đột nhiên vô số cửu trưởng lão đồng thời gầm thét, từ tứ phương hướng về Tiêu Phàm đánh giết đến, khí tức mỗi một người phát ra đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Đây chính là chỗ hồn kính chi thuật cường đại, cũng là một trong năng lực hồn tộc đặc thù, cùng sở phiền hồn hóa chi thuật là một dạng. Hồn kính chi thuật lại có thể thông qua hồn lực mô phỏng ra vô số bản thân, liền tựa như thông qua vô số tấm gương phản xạ ra một dạng, hơn nữa bởi vì hồn lực bản thân, căn bản phân biệt không ra thật giả. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nguyên nhân hồn kính chi thuật cường đại, nàng sở dĩ cường đại như thế là bởi vì trong thời gian ngắn thi triển hồn kính chi thuật mô phỏng vô số bản thân, thực lực hắn cùng bản thân là giống nhau như đúc, chỉ là loại năng lực có thời gian nhất định. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng năng lực linh hồn phân liệt có chút cùng loại, nhưng năng lực linh hồn phân liệt không có hạn chế thời gian. Hồn lực Tiêu Phàm quét bốn phía một cái, cửu trưởng lão huyễn hóa ra bản thân có chừng hơn 2.000 người, nói cách khác hắn hiện tại đối mặt là hơn 2.000 cửu trưởng lão, cũng chính là hơn 2.000 chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu là những người khác đoán chừng đã sớm bị dọa nằm xuống, nhưng Tiêu Phàm lại bình tĩnh dị thường. Từng tia linh hồn chi lực lan tràn ra, hơn 2.000 đạo thân ảnh tất cả đều in vào trong não hải Tiêu Phàm. Lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi đối với bốn phía cảm ứng cực kỳ rõ ràng, dù là những người này thoạt nhìn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì khác, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm lại không như vậy. Hơn 2.000 đạo bóng người cùng nhau đánh tới, đừng nói chiến thánh, đoán chừng là chiến thần cũng phải kinh hồn táng đảm, Tiêu Phàm lại nhắm chặt hai mắt, vẫn tinh tế cảm ứng đến mỗi đạo thân ảnh biến hóa. Chân hắn giẫm kiếm bộ, xuyên toa bên trong một đám hồn ảnh cửu trưởng lão, mặc dù Tiêu Phàm cũng không dám ngạnh kháng, nhưng tránh né lại không phải vấn đề quá lớn. Lúc này, khóe miệng Tiêu Phàm bỗng kéo ra một vòng tà tà, khóe miệng khẽ nhếch nói, tìm được ngươi rồi. Tìm được ngươi rồi, theo nụ cười trên mặt Tiêu Phàm xuất hiện, hắn bỗng nhiên vung tu la kiếm trong tay, liền tựa như trảm thiên kiếm thuật, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy một đạo huyết sắc quang điểm từ mũi kiếm bạo phát, giống như lưu hành, xuyên thủng lần lượt từng bóng người, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Diệt thần, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, huyết sắc quang điểm nở rộ hóa thành vô số kiếm khí lôi xé hư không, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc lôi điện, hư không đều rung động một trận. A một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh rơi xuống, trừ cửu trưởng lão còn có thể là ai? Giờ phút này trên cánh tay cửu trưởng lão vừa có một đạo vết kiếm màu đỏ tươi, máu tươi bay vụt, hung dữ nhìn Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Lão yêu bà, còn có thủ đoạn gì? Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, tu la kiếm trong tay vung ra, mỗi một kiếm đều có một đạo thân ảnh bị Tiêu Phàm đánh nát. Hắn từng bước một hướng về cửu trưởng lão đi đến, sát khí không thèm che giấu mảy may. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá vỡ hồn kính chi thuật? Cửu trưởng lão vẫn như cũ không thể tin được Tiêu Phàm tìm ra bản thể nàng. Phải biết, nơi này hơn 2.000, nàng, vô luận là khí thức hồn lực hay là tướng mạo đều giống nhau như đúc. Trừ chiến thần cảnh có thể cảm ứng được khí thức mệnh cách riêng biệt, những người khác là không có khả năng từ hồn lực phán đoán đi ra. Chiến thần cảnh, cửu trưởng lão trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, không đợi Tiêu Phàm mở miệng nói chuyện. Cửu trưởng lão liền trợn to hai mắt, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, đúng rồi, là ta quên, người từ tổ địa đi ra, vốn chính là chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, con người không khỏi nhìn cột sáng to lớn nơi xa một cái, cột sáng đã biến thành tử sắc, trong lòng hắn không khỏi hồ nghi. Người hồn tộc đều nói tổ địa, chẳng lẽ chỗ đó chính là tổ địa trong miệng bọn hắn? Thế nhưng bên trong tổ địa tại sao lại có chiến thần cảnh linh hồn chi thể đây? Xem ra, trong tổ địa có lẽ có đại bí mật. Tiêu Phàm trầm ngâm, bất kể là cứu tiểu ma nữ cũng tốt hay là hiếu kỳ hồn tộc tổ địa cũng được, hắn vô luận như thế nào đều muốn đi nơi đó nhìn một chút.
nhìn thấy Tiêu Phàm ngắm nhìn vị trí tổ địa, cửu trưởng lão lại cười lên, không hổ là chiến thần cảnh linh hồn chi thể, người có thể đào thoát hồn ảnh ta, nhưng nếu như bọn chúng phong tỏa hư không tự bạo thì sao? Nói đến đây, cửu trưởng lão đột nhiên kết một cái thủ ấn, hướng về hư không đánh ra, hơn 2.000 hồn ảnh cũng đồng thời kết ấn, hư không đột nhiên mãnh liệt run rẩy. Tu sĩ đi theo cửu trưởng lão mà đến vội vàng thối lui đến sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, trên ngoài vạn dặm, trưởng lão hồn tộc khẽ nhíu mày, hướng về vị trí phương hướng cửu trưởng lão trông lại. Đây là hồn kính chi thuật hồn bạo, cửu trưởng lão vậy mà sử dụng sát chiêu giết 1.000 địch tổn hại 800, chẳng lẽ gặp cường địch. Trong đó một trưởng lão cau mày, bình thường đến nơi này sẽ gặp phải ngoài ý muốn, nhưng có rất ít địch nhân là đối thủ những trưởng lão bọn hắn. Cửu trưởng lão liều mạng như vậy, nhìn tới là nhìn thấy đồ vật, có vẻ như ta cách không phải rất xa, vừa vặn đi nhìn thử. Lại một trưởng lão mở miệng, nếu như tiểu ma nữ nhìn thấy khẳng định có thể nhận đi ra, đây là thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão xuyên cùng một cái quần. Một tòa đỉnh núi, đại trưởng lão anh bà cau mày một cái, sau đó lại nhìn về phía tử sắc quang trụ, cuối cùng vẫn hướng về tử sắc quang trụ đi. Mấy vị trưởng lão khác cũng như thế, bọn hắn nhìn đến, lần này tới nơi này là tiến về tổ địa, toàn bộ bảo bối hồn tộc tổ mộ đều tại nơi đó. Nhìn thấy cửu trưởng lão đánh ra từng đạo thủ ấn, Tiêu Phàm cau mày một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, nhìn đến, lão yêu bà là thật liều mạng với hắn. Nhìn mấy ngàn đạo thân ảnh chung quanh, Tiêu Phàm dứt khoát thu hồi Tu La kiếm trong tay, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó chậm rãi biến thành huyết sắc, giống như một đoàn huyết hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt trong đôi mắt hắn. Đã như vậy, vậy ta cũng thử xem uy lực nó. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lẽo, sau đó bỗng một tiếng quát như sấm, Tu La luyện ngục, mở. Theo lời nói Tiêu Phàm rơi xuống, huyết hắc sắc hỏa diễm đột nhiên từ trong hai con người hắn gào thét mà ra, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Cửu trưởng lão vừa chuẩn bị tự bạo hồn ảnh, bao quát bản thân hắn, đột nhiên bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao phủ, trong mắt đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Đồng thuật, người vậy mà nắm giữ linh hồn đồng thuật. Thanh âm cửu trưởng lão kinh khủng vang lên, nàng trợn to hai mắt, suy nghĩ thứ nhất chính là chạy trốn. Đáng tiếc, nàng vừa lấy lại tinh thần, quanh thân liền bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao khỏa, huyết hắc sắc hỏa diễm rõ ràng không có bất kỳ nhiệt độ gì, nhưng lại thiêu đến nàng hét thảm tê tâm liệt phế. Mấy người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao quanh, tất cả đều lăn lộn trên mặt đất, thanh âm kêu rên vang vọng chân trời. Tu La luyện ngục chính là một loại năng lực Tu La thần nhãn, mặc dù so ra uy lực kém lần thứ nhất mở mắt, nhưng đây chính là linh hồn công kích đơn thuần châm đối hồn tộc cùng linh hồn, cho dù là chiến thần cảnh, Tiêu Phàm cũng dám chiến một trận. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm sở dĩ để linh hồn ly thể, nếu như không phải đờ âm tới hồn kính chi thuật biến thái của cửu trưởng lão, hắn cũng không có khả năng thi triển. Tha mạng, tiền bối tha mạng, cửu trưởng lão kêu thảm cầu xin tha thứ. Hỏa diễm không ngừng đốt luyện thân thể nàng, loại thống khổ này có thể so sánh với từng đao cắt đứt nhục thể muốn thống khổ hơn rất nhiều. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, chốc lát, trong phạm vi xung quanh Tiêu Phàm mấy trăm trượng tất cả đều bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao trùm, những hồn ảnh cửu trưởng lão đó trong nháy mắt bị đốt cháy không còn, căn bản liền cơ hội tự bạo đều không có. Tiền bối, ta nguyện ý thần phục ngài, tha tiện tì một mạng. Trong đôi mắt cửu trưởng lão đều là khẩn cầu vẻ, chịu lấy thống khổ to lớn, trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nàng đã đến biên giới tuyệt vọng, tiếp tục đốt cháy thì nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ nàng ra, người nàng mang đến đã toàn bộ ngã xuống. Tha cho ngươi, vừa nãy ngươi có nghĩ tha cho ta, các ngươi có từng nghĩ tới tha cho Diệp Thi Vũ? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn giết cửu trưởng lão không phải vẻn vẹn vì bản thân. Mà là vì báo thù cho tiểu ma nữ mà thôi, đem tiểu ma nữ đẩy vào hồn tộc tổ mộ, cửu trưởng lão trước mắt nhất định là một kẻ trong đó. Ngươi cùng Diệp Thi Vũ có quan hệ như thế nào? Cửu trưởng lão thực sợ hãi, tuyệt vọng. Bọn hắn để Diệp Thi Vũ đảm nhiệm công chúa hồn tộc không phải liền là vì đem Diệp Thi Vũ lừa gạt vào hồn tộc tổ mộ sao? Đối phương lại đến báo thù cho Diệp Thi Vũ. Nàng biết rõ, Tiêu Phàm là không có khả năng bỏ qua cho nàng. Ta là cái gì của nàng? Tiêu Phàm cười, cười cực kỳ âm lãnh,
hắn đã từ bên trong ánh mắt cửu trưởng lão đọc hiểu một chút tin tức. Cũng chính là bởi vì như thế Tiêu Phàm cũng không có lập tức giết chết nàng, con người hắn chậm rãi biến thanh minh, chỉ có huyết hắc sắc hỏa diễm trên người cửu trưởng lão vẫn đang thiêu đốt. Sau đó lạnh lùng nhìn cửu trưởng lão nói, tại sao các ngươi đẩy Diệp Thi Vũ vào hồn tộc tổ mộ, nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu như không phải nghe được người trước mắt chính là cửu trưởng lão hồn tộc, Tiêu Phàm đoán chừng cũng sẽ không lưu nàng một cái mạng, theo Tiêu Phàm, cửu trưởng lão còn có một chút giá trị lợi dụng. Hắn muốn cứu tiểu ma nữ nhất định phải biết hồn tộc tại sao phải để tiểu ma nữ tiến vào hồn tộc tổ địa, hoặc có lẽ là chỉ xích thiên nhai. Nếu như có thể từ trong miệng cửu trưởng lão biết được chỗ tiểu ma nữ, đó là không còn gì tốt hơn. Cửu trưởng lão cũng không có trả lời Tiêu Phàm, ngược lại phẫn nộ nhe răng trợn mắt nói, nhất định là tiện nhân Trầm Huyễn Ngân kia, là nàng thông chi ngươi có phải hay không. Đã không nói, ta tự mình tiến tới. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn hiện tại không có thời gian cùng cửu trưởng lão nói nhảm. Vừa dứt lời, hai đạo lục sắc lưu quang từ trong con người hắn xông thẳng cửu trưởng lão đi. Cửu trưởng lão thấy thế, con người run rẩy kịch liệt, trong miệng càng là hoảng sợ nói, ngươi là Tu La Điện Chủ. Ngươi đoán thử xem, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, bỗng nhiên cả người xông thẳng bên trong não hải cửu trưởng lão, hắn hiện tại chỉ là linh hồn chi thể. Thi triển chủng ma chi thuật dựa vào chính là lực lượng linh hồn, cho nên cũng tương đương với cùng linh hồn Tiêu Phàm chiến đấu. Sau nửa ngày, linh hồn Tiêu Phàm mới tự ý thức không gian bên trong cửu trưởng lão đi ra, sắc mặt không phải tốt, thậm chí có chút tái nhợt, việc này làm linh hồn chi lực tiêu hao khá nhiều. Không hổ là hồn tộc trưởng lão, linh hồn lực lượng so với chiến thần điện đại trưởng lão đều cường đại hơn quá nhiều. Song lòng Tiêu Phàm thổn thức, sau đó nhìn về phía cửu trưởng lão nói, đúng, ta nghe nói luyện hóa hồn tộc có thể được chiến hồn hồn tộc, không biết có thể có được năng lực hồn kính chi thuật không? Ngươi, cửu trưởng lão kịch liệt run rẩy. Hô, đang lúc Tiêu Phàm có động tác chuẩn bị luyện hóa cửu trưởng lão, chân trời đột nhiên phóng tới một vệt sáng, nhanh chóng hướng về phương hướng này mà đến. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, chỉ bằng vào khí thế kia, chắc chắn mạnh hơn so với cửu trưởng lão. Hắn vừa mới khống chế cửu trưởng lão tư tưởng, đối linh hồn cường đại tiêu hao rất lớn, nếu như lại đến một tên trưởng lão cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó được. Xem như ngươi may mắn, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, Tu La kiếm một kiếm chém ra, thân thể cửu trưởng lão bỗng nhiên bị kiếm khí xé nát, Tu La kiếm điên cuồng thôn vệ huyết khí cùng hồn lực. Mấy tức sau, sắc mặt Tiêu Phàm khôi phục như lúc ban đầu, linh hồn chi lực lần nữa đạt tới đỉnh phong. Trong lòng hắn cảm khái, hồn lực hồn tộc trưởng lão thật đúng là khổng lồ, nếu quả thật muốn bạo tạc đoán chừng chiến thần cảnh đều phải trọng thương. Quét đạo lưu quang nơi xa một cái, Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về nơi xa bắn nhanh đi, so sánh với đạo lưu quang kia nhanh hơn không ít. Thời gian ba cái hô hấp, đạo lưu quang kia rơi vào vị trí Tiêu Phàm, người tới không phải ai khác mà chính là thất trưởng lão. Thất trưởng lão liếc nhìn bốn phía, lại không thấy bất luận thi thể gì, mặt đất một mảnh cháy đen, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Nhìn qua phương hướng Tiêu Phàm rời đi, ngữ khí băng hàn nói, dám giết trưởng lão hồn tộc, ngươi trốn không thoát. Vù vù nói xong, thất trưởng lão đột nhiên lấy ra một đạn tín hiệu, nhắc tới vài câu, bỗng nhiên hóa thành từng đạo lưu quang hướng về chân trời bay đi, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Thất trưởng lão hít sâu một cái, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm thoát đi. Mấy tức sau, trưởng lão hồn tộc ở ngoài mấy ngàn dặm phía xa mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, kinh ngạc nói, ai mở ra sinh tử triệu lệnh. Đám người không có ngăn cản, chỉ thấy một vệt sáng bắn vào mi tâm bọn hắn, sau một khắc, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời run lên, run giọng nói, cửu trưởng lão chết. Chỉ một thoáng, trên thân người đều tỏa ra sát khí đáng sợ, cũng không phải bọn họ cùng cửu trưởng lão quan hệ tốt bao nhiêu, mà quyền uy những trưởng lão bọn hắn nhận khiêu khích, đây là chuyện bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Hiện tại chết là cửu trưởng lão, kế tiếp chết là bọn họ thì sao? Bỗng dưng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc nhao nhao đạp không mà lên, hướng về một cái phương hướng tiến đến, cái hướng kia chính là vị trí thất trưởng lão. Tiêu Phàm giết cửu trưởng lão nhanh chóng hướng về tử sắc quang trụ, ven đường Tiêu Phàm nhìn thấy không ít linh dược cùng linh quả,
bất quá hắn đều không có nhìn một chút. Tốn mấy canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục không ngừng nhìn thấy tử sắc quang trụ, hơn nữa còn nhìn thấy ngọc đài cổ lão to lớn. Quỷ dị là dù cách mấy vạn dặm, cái tử sắc quang trụ lại cực kỳ dễ thấy, mà hiện tại cách nhau chỉ có hơn 10 dặm, cột sáng cũng không có lớn bao nhiêu. Không hổ là chỉ xích thiên nhai, không gian nơi này thật đúng là kỳ lạ. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, tốc độ của hắn không giảm, mấy tức sau liền xuất hiện ở trên một tòa đỉnh núi cách cột sáng không xa. Lúc Tiêu Phàm lần nữa đánh giá cột sáng cùng ngọc đài, con người hắn bỗng nhiên co rụt lại, sát khí đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra như là giang hà vỡ đê. Hư không trong nháy mắt đông kết thành băng, phiêu khởi sương tuyết, nhiệt độ bỗng hạ thấp hơn mấy chục độ, cùng lúc đó, hai mắt hắn cũng biến thành đỏ bừng. Lạnh, vô cùng lạnh, giờ phút này Tiêu Phàm cho người ta cảm giác quá là đáng sợ, hắn giống hệt sát thần lâm thế, tản ra vô tận sát khí. Tất cả những thứ này chỉ bởi vì hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh, bên trong tử sắc quang trụ có một đạo bạch sắc thân ảnh nổi lơ lửng. Đạo thân ảnh này không phải ai khác mà chính là tiểu ma nữ. Hô, Tiêu Phàm không chút do dự xông ra, hướng về tử sắc quang trụ bay đi, hắn đã không lo được bất kỳ nguy hiểm nào, hắn chỉ muốn cứu tiểu ma nữ ra. Trong mắt của hắn chỉ có tiểu ma nữ, trong lòng hắn tràn ngập vô tận lửa giận đối với hồn tộc. Hồn tộc, các ngươi liền cầu nguyện thay tiểu ma nữ đi. Sát khí nặng nề quanh quẩn trong đầu Tiêu Phàm. Nếu như tiểu ma nữ không có xảy ra chuyện còn tốt, sát tâm hắn không nổi lên, nếu như tiểu ma nữ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại diệt hồn tộc. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền đi tới tử sắc quang trụ, giờ phút này tử sắc quang trụ đã chậm rãi hướng về huyết sắc biến hóa, bất quá Tiêu Phàm cũng căn bản không có để ý tới, không chút do dự xông đi vào. Ầm một tiếng, Tiêu Phàm bị một cỗ lực phản chấn to lớn đánh bay, trụ ánh sáng tử huyết phụt sáng, tản ra một loại huyền diệu ba động. Tiểu ma nữ, Tiêu Phàm ra sức gào thét, hắn lấy ra tu la kiếm điên cuồng vũ động, hắn giống hệt một người điên, triệt để mất lý trí. Thế nhưng, trụ ánh sáng tử huyết căn bản bất động, thậm chí ngay cả lắc lư đều không có. Tiêu Phàm không biết mệt mỏi một kiếm chém ra, một bên không ngừng gào thét, hắn thi triển tất cả vốn liếng, chỉ muốn cứu tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ trong trụ ánh sáng tử huyết dựng thẳng thân thể tại chỗ, tựa như ngủ, bất quá sắc mặt nàng thập phần trắng bệch, thậm chí ngay cả tóc đều trắng bệch. Quanh thân nàng có hai cỗ lực lượng đang không ngừng giao phong, bất quá trong đó một cỗ rõ ràng chiếm thượng phong, không ngừng rút ra một loại lực lượng nào đó trong thể nội tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ, ta không nên để ngươi đi hồn tộc. Tiểu ma nữ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi không phải nói còn muốn cạnh ta cùng thế giới là địch sao? Tiểu ma nữ, ta còn chưa có cưới ngươi, ngươi tỉnh lại đi. Tiêu Phàm dốc hết toàn lực gào thét, tâm hắn hung hăng co quắp, trong hốc mắt có hơi nước bốc hơi, giống như tiểu ma nữ lúc hắn biến thành tu la hoàn toàn thể tỉnh lại, Tiêu Phàm cũng không ngừng cho tiểu ma nữ lực lượng. Hắn biết rõ hiện tại không phải thời điểm phẫn nộ, hắn khác không có hy vọng xa vời, chỉ muốn tiểu ma nữ tỉnh lại. Thời gian một hơi trôi qua, Tiêu Phàm cũng không biết kêu gọi bao lâu, ngay khi hắn gần như tuyệt vọng, một đạo thanh âm suy yếu vang lên. Phu quân, là ngươi sao? Thanh âm mặc dù hết sức yếu ớt, nhưng nghe trong tai Tiêu Phàm lại tựa như kinh lôi, con ngươi màu đỏ tươi bỗng nhiên nâng lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Chỉ là bởi vì hơi nước bốc hơi làm Tiêu Phàm nhìn qua tựa như cười khổ không được. Tiểu ma nữ! Tâm Tiêu Phàm sao động điên cuồng rốt cục bình tĩnh không ít, vội vàng xuất hiện ở bên ngoài tử huyết sắc quang trụ, lo lắng nhìn tiểu ma nữ. Phu quân, ta không phải nằm mơ chứ? Trên mặt tiểu ma nữ lộ ra vẻ buồn bã, thần sắc điềm đạm đáng yêu làm cho người ta nhìn không được trìu mến. Lúc này mới hơn 2 năm chưa thấy, tiểu ma nữ một mực hoạt bát đáng yêu, làm người lạc quan lại thành thục hơn rất nhiều, hơn nữa gầy gò không ít. Nhìn sợi tóc màu trắng óng ánh trong suốt, tâm Tiêu Phàm nhìn không được đau nhức, hắn hy vọng thay tiểu ma nữ tiếp nhận hết thảy. Là ta, là ta. Tiêu Phàm kích động không nói nên lời, hắn cưỡng ép bình tĩnh lại, nhìn thấy tiểu ma nữ còn sống, hắn suy nghĩ thanh minh hơn rất nhiều. Sau đó vội vàng hỏi, tiểu ma nữ, chuyện gì xảy ra, ta phải làm thế nào mới có thể cứu ngươi? Ta rất khỏe, ngươi yên tâm. Ta nhất định hảo hảo xuất hiện ở bên cạnh ngươi.
Tiểu ma nữ lắc đầu, ánh mắt kiên định lạ thường, như có Tiêu Phàm bên cạnh, nàng không còn lo lắng thứ gì. Chỉ một thoáng, hai cỗ lực lượng bên ngoài thân nàng đột nhiên phát sinh hoàn toàn biến hóa, nguyên bản cỗ lực lượng bảo hộ tiểu ma nữ kia đột nhiên lại tăng trưởng không ít, hơn nữa nhanh chóng tăng cường. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, cỗ lực lượng kia liền tránh thoát đối phương áp chế. Tiêu Phàm thấy thế, cau mày, hắn nhớ kỹ Trầm Huyễn Ngân đã từng nói qua, hồn tộc sở dĩ tồn tại là vì phong ấn một cái ma đầu. Nhưng hiện tại, quanh thân tiểu ma nữ đã có hai cỗ lực lượng giao phong, chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ thực sự là tiên tổ hồn tộc có linh, trợ giúp tiểu ma nữ? Nhìn thấy huyết sắc trên mặt tiểu ma nữ gia tăng không ít, Tiêu Phàm cũng tạm thời yên tâm, chỉ ít trong thời gian ngắn mà nói, tiểu ma nữ hẳn là không có nguy hiểm sinh mạng gì. Hắn tin tưởng tiểu ma nữ sẽ không lừa hắn, có lẽ tiểu ma nữ đang cùng một loại ý chí cường đại nào đó đối kháng, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Mà khi Tiêu Phàm đến, lại cho tiểu ma nữ dũng khí sống sót, bộc phát ra ý chí tiềm năng, liền tựa như tiểu ma nữ lúc trước làm hắn tỉnh lại. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lúc này mới quay đầu cẩn thận đánh giá ngọc đài rộng lớn phía dưới, ngọc đài cực kỳ cổ lão, hồn văn thập phần rườm rà, cũng hẳn là hồn văn cấp thủy tổ, trong thời gian ngắn Tiêu Phàm cũng nhìn không pha. Sau đó hắn ở bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm một chút tin tức, chỉ có ghi chép quan hệ với chỉ xích thiên nhai. Chỉ xích thiên nhai cũng chính là hồn tộc tổ mộ, đã tồn tại trên vạn năm, nơi này có thể gột rửa lực lượng linh hồn. Tại bên ngoài, cho dù chiến thần linh hồn cũng sẽ rất nhanh biến mất, không nói có thể phát huy ra đầy đủ thực lực hay không, chính là yên ổn tồn tại đều là một vấn đề. Nhưng chỉ xích thiên nhai cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, tiến vào nơi này, linh hồn chi lực chẳng những không tiêu tán, hơn nữa còn từ từ tăng cường, vĩnh viễn tồn tại. Tiến vào chỉ xích thiên nhai đến nay, Tiêu Phàm có loại cảm giác rõ ràng, chính là bản thân nhìn thấy tất cả không chỉ là chênh lệch trong thị giác, còn có chênh lệch về thời gian, nơi này tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn so với ngoại giới rất nhiều. Trước đó chạy tới nơi này, Tiêu Phàm đã rõ ràng cảm nhận được cột sáng thông thiên rõ ràng nhìn qua rất gần, cũng rất khó đỡ âng chạm đến. Lúc này, Tiêu Phàm ở bên trong tu la truyền thừa tìm tới một đầu tin tức thập phần đặc biệt mà sơ lược, làm trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Chỉ xích thiên nhai, chí bảo hồn tộc, Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì, nhưng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hồn tộc tổ mộ cũng chính là chỉ xích thiên nhai, một vùng không gian lớn như vậy lại là một kiện pháp bảo. Đừng nói Tiêu Phàm không thể tin được, chính là chiến thần cảnh cường giả cũng không thể tin được. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm cũng không phải là từ hồn tộc tiến vào chỉ xích thiên nhai, mà là từ ngoại giới tiến đến. Cái này chẳng phải là nói món chí bảo này một mực cất giữ trong Đông Hải. Vì cái gì tô họa rõ ràng đường thông hướng chỉ xích thiên nhai như thế? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng là thiên nhân tộc, tính ra tất cả tin tức sao? Hơn nữa, tô họa còn bắt Tiêu Phàm mang cho nàng 100 khỏa mệnh nguyên châu, cho đến bây giờ Tiêu Phàm cũng không thấy cái gọi là mệnh nguyên châu. Bỗng nhiên đầu lảo đảo, Tiêu Phàm phát hiện bí mật hồn tộc cũng không nhỏ, chí ít không phải đơn giản như mặt ngoài. Chỉ là hắn không biết hồn tộc đến cùng đang mưu đồ cái gì. Hồn văn đúng là phong ấn văn, hơn nữa ẩn chứa thời không chi lực, so với thiên cơ đồ cũng không thua bao nhiêu. Tiêu Phàm nhìn hồn văn, lông mày vặn thành một chữ xuyên. Chẳng lẽ phía dưới ngọc đài chính là phong ấn ma đầu trong miệng Trầm Huyễn Ngân? Hồn tộc đem tiểu ma nữ lừa gạt vào nơi này chính là dùng để phong ấn ma đầu. Thế nhưng nhìn thần sắc tiểu ma nữ cũng không giống. Nếu như tiểu ma nữ biết rõ việc này, lấy tâm tính nàng thiện lương nhất định sẽ cam nguyện hy sinh vì nghĩa. Mà hiện tại tiểu ma nữ lại cố gắng chống lại, điều này nói rõ tiểu ma nữ không phải tự nguyện. Chờ đã, đột nhiên thần sắc Tiêu Phàm trầm xuống, lách mình hướng về phía trên ngọc đài bay đi, hắn dọc theo xung quanh ngọc đài liếc nhìn một vòng, mỗi một đạo hồn văn cũng lạc ấn bên trong não hải cũng bắt đầu suy tính. Lúc này, những hồn văn rườm rà bỗng nhiên một phân thành hai, hóa thành hai bức hồn văn đồ xuất hiện ở trong não hải Tiêu Phàm. Ta biết rõ đây là nhật nguyệt nghịch loạn trận cùng càn khôn tỏa linh trận, sau đó cấu thành âm dương tỏa thiên trận càng thêm bá đạo. Sắc mặt Tiêu Phàm trở nên âm trầm. Khó trách hắn nhìn không ra lai lịch trận văn này, nguyên lai là hai thần cấp đại trận, hơn nữa xảo diệu dung hợp tại cùng một chỗ, dung hợp thành trận pháp càng đáng sợ hơn.
âm dương tỏa thiên trận dùng tới làm cái gì Tiêu Phàm rất rõ ràng, đây chính là dùng để lấn trời, bên trong trận pháp ngăn cách tất cả, phong bế tất cả. Nơi này phong ấn tuyệt đối không phải là tuyệt thế hung ma. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, hắn trước tiên đưa ra phán đoán. Nếu quả thật là phong ấn tuyệt thế hung ma, lại cần gì phải lừa gạt thượng thiên, phòng ngừa người khác dò xét. Cho những người chiến hồn đại lục khác biết rõ không phải càng tốt sao? Nhiều người sức mạnh lớn, chiến hồn đại lục cường giả coi như diệt không được tuyệt thế hung ma, chí ít cũng có thể giúp hồn tộc một chút sức lực. Hơn nữa, hồn tộc của mình quý, liền ký ức bên trong đệ thập trọng tu la truyền thừa đều không có ghi lại tin tức cụ thể vị trí hồn tộc cùng chỉ xích thiên nhai, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ một vấn đề. Hồn tộc có lẽ đang tiến hành một bí mật, sợ người khác biết rõ. Lại liên tưởng đến thái âm cốt long bên ngoài hung long hải cốc, đây chính là cường giả tuyệt thế chiến thần, thiên hạ đệ nhất long không phải nói không. Mà cường giả như vậy, vậy mà thủ hộ lấy cửa chỉ xích thiên nhai, cũng đủ để chứng minh một vài vấn đề. Đáng tiếc, bằng vào thực lực ta còn không phá nổi âm dương tỏa thiên trận, bằng không mà nói, ta nhất định có thể mở nó ra. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Hắn cũng phải nhìn, đến cùng hồn tộc đang tiến hành bí mật gì, kém chút để tiểu ma nữ hãm sâu trong đó. Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu ma nữ, hắn biết rõ tiểu ma nữ chính là bị Nhật Nguyệt nghịch loạn trận vây khốn, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Bất quá hắn nghi hoặc là vì sao sẽ tồn tại một loại lực lượng rút hồn lực nàng ra, mà đổi thành một loại lực lượng lại đang điên cuồng bảo hộ lấy tiểu ma nữ. Hô hô, đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó đang có mấy đạo lưu quang theo nhau tới, người chưa đến. Khí tức băng lãnh cũng đã khóa chặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí cột sáng tiểu ma nữ, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Những lưu quang càng ngày càng gần, trong con mắt Tiêu Phàm nhanh chóng biến lớn, lúc này tứ phương đều xuất hiện không ít thân ảnh, tất cả đều băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hư không nhấc lên một trận hồn lực phong bạo, dưới cỗ hồn lực ba động, Tiêu Phàm liền tựa như giọt nước trong biển cả. Tùy thời đều có thể chôn vùi. Bất quá dưới chân Tiêu Phàm tựa như cắm rễ, đứng ở hư không không nhúc nhích, ánh mắt như kiếm, phóng quang mang sắc bén. Đại trưởng lão, chính là hắn giết cửu trưởng lão. Trong đó một bà lão mở miệng nói, chính là thất trưởng lão, thời điểm nàng chạy tới, Tiêu Phàm đã trốn. Vừa dứt lời, vô số ánh mắt băng lãnh không hẹn mà cùng rơi vào trên người Tiêu Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người. Tiêu Phàm đoán chừng đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Dị tộc, chạy ra tổ địa, nguyên bản còn cho ngươi một cái chết thống khoái, nhưng giết hồn tộc cửu trưởng lão, dù là đem ngươi thiên đao vạn quả cũng không chối từ. Hắn là linh hồn chi thể, thiên đao vạn quả sẽ không cảm thấy đau đớn, phải dùng thiên hỏa nấu luyện hắn thần hồn vạn năm, để hắn minh bạch hậu quả đắc tội hồn tộc. Giết hắn, vì cửu trưởng lão báo thù, vì chính danh hồn tộc. Tu sĩ hồn tộc phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bốn phía còn có không ít người nhanh chóng tìm đến, Tiêu Phàm đối mặt áp lực càng lúc càng lớn. Dị tộc, Tiêu Phàm rốt cục có động tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Nhiều đời tu la điện chủ như vậy còn không người nào dám xưng bọn hắn là dị tộc, trên vạn năm đến nay, tu la điện chủ vẫn luôn thủ hộ nhân tộc, thủ hộ lấy cái thế giới này. Dù là trên lưng bêu danh vô số cũng sẽ không tiếc. Dù là bị người đâm cột sống cũng thờ ơ. Nhưng còn không người nào dám mắng tu la điện chủ là dị tộc. Giết hắn, đại trưởng lão anh bà nhàn nhạt mở miệng, chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng quang mang lăng lệ. Hô hô, theo anh bà một tiếng, lần lượt từng bóng người hướng về Tiêu Phàm đạp không đi đến, hồn lực khí thế đáng sợ ép tới thân hình Tiêu Phàm đều bắt đầu vặn vẹo. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến. Thân hình tất cả mọi người ngưng một cái, theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy Trầm Huyễn Ngân một bộ váy trắng sốt ruột đạp không mà tới. Các ngươi không thể giết hắn. Trầm Huyễn Ngân vội vàng kêu lên, nàng là biết rõ thân phận Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm chết ở trong tay hồn tộc, các cổ tộc khác biết rõ, lại sẽ thấy hồn tộc thế nào. Huyễn Ngân, ngươi làm càn. Thất trưởng lão lạnh lùng quét Trầm Huyễn Ngân một cái, sau đó tức giận nói, còn lo lắng cái gì. Giết hắn. Ai dám động đến hắn, bản cung liền xóa tên hồn tộc. Đang lúc Trầm Huyễn Ngân lộ ra vẻ lo lắng, một đạo thanh âm hơi có vẻ suy yếu vang vọng hư không. Chỉ một thoáng,
ánh mắt tất cả mọi người tất cả đều rơi vào trên người tiểu ma nữ trong tử huyết sắc quang trụ. Theo thời gian đưa đẩy, tử huyết sắc quang trụ lại từ từ biến thành tử sắc, huyết sắc chậm rãi tiêu tán mà mở. Người vậy mà không chết. Thất trưởng lão kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, mới nói ra câu nói này, nàng biết rõ tự mình nói sai. Kỳ thật không chỉ thất trưởng lão kinh ngạc, trưởng lão khác cũng kinh ngạc không thôi, ánh mắt bọn hắn đều ở trên người Tiêu Phàm cho nên không phát hiện thân ảnh tiểu ma nữ. Thẳng đến khi nghe được tiểu ma nữ nói, bọn hắn mới chú ý tới tiểu ma nữ tồn tại. Làm sao, thất trưởng lão ước gì bản cung chết sao? Thần sắc tiểu ma nữ khôi phục không ít hồng nhuận phơn phớt, tựa như Tiêu Phàm đến cho nàng vô hạn lực lượng. Ngươi, thanh âm thất trưởng lão trì trệ, tiểu ma nữ là thập đại trưởng lão bọn hắn công nhận là công chúa hồn tộc, nếu như hiện tại phản bác tiểu ma nữ mà nói, chẳng phải là trò đùa. Chỉ cần tiểu ma nữ một ngày là công chúa hồn tộc, địa vị ngay ở phía trên những trưởng lão bọn hắn, không người nào có thể vũ nhục nàng. Chúng ta tự nhiên không hy vọng công chúa xảy ra chuyện, chỉ là tổ huấn không thể trái, hồn tộc tổ mộ xuất hiện linh hồn chi thể, giết không tha. Đại trưởng lão thản nhiên nói, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Tựa như tiểu ma nữ gọi là công chúa, dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Các trưởng lão khác ánh mắt cũng chẳng tốt đẹp gì, cái gì hồn tộc công chúa, bọn hắn nhìn đến cái gì đều không phải. Chỉ là bọn hắn không hiểu tại sao tiểu ma nữ đến bây giờ còn sống sót, trước kia công chúa hồn tộc tiến vào hồn tộc tổ mộ đều là chết cả. Giết, thất trưởng lão có thể nói là tùy tùng hàng đầu của đại trưởng lão, tự nhiên là kẻ thứ nhất hưởng ứng lời nói đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói không sai, tộc trưởng cùng các vị tộc lão rời đi, nói cho chúng ta, bên trong tổ mộ một khi xuất hiện linh hồn chi thể, giết không tha. Các trưởng lão khác cũng lấy lại tinh thần, tất cả đều hung thần ác sát nhìn Tiêu Phàm, hoàn toàn không đem tiểu ma nữ công chúa hồn tộc đặt ở trong lòng. Tiểu ma nữ lộ ra vẻ lo lắng, nàng biết rõ công chúa hồn tộc không có phân lượng, nhưng muốn ngăn cản các vị trưởng lão xuất thủ đã đủ. Dù sao, hồn tộc không có tộc trưởng, công chúa chính là to lớn nhất, nhưng nàng không nghĩ tới trong miệng đại trưởng lão vậy mà đột nhiên nói ra hồn tộc tổ huấn. Nàng làm hồn tộc công chúa làm sao không biết hồn tộc tổ huấn. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tiểu ma nữ nhếch miệng cười nói, sau đó chậm rãi quay người, nụ cười kia bỗng nhiên hóa thành vô tận sát khí. Đại trưởng lão, các ngươi không thể giết hắn, các ngươi nếu giết hắn, hồn tộc sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lúc này, Trầm Huyễn Ngân đột nhiên lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, lớn tiếng gào thét. Hồn tộc ta vạn năm bất diệt, giết một linh hồn chi thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Huyễn Ngân, ngươi lại hung hăng càn quấy, nói chuyện giật gân, đừng trách bản trưởng lão không khách khí. Hôm nay, ai cũng cứu không được hắn. Thất trưởng lão khịt mũi coi thường, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Đừng nói một chiến thánh cảnh linh hồn chi thể, chính là chiến thần cảnh linh hồn chi thể bọn hắn đều đã từng hợp lực giết chết, nhưng hồn tộc vẫn bình yên vô sự. Nếu như không phải Trầm Huyễn Ngân linh hồn chi lực thập phần thuần túy, tương lai có lẽ còn có chút giá trị lợi dụng, những hồn tộc trưởng lão đoán chừng đã sớm động thủ. Ta không phải nói chuyện giật gân, các ngươi có biết hắn là ai không? Trầm Huyễn Ngân vô cùng nóng nảy, nếu như Tiêu Phàm chỉ là thực lực trước kia, Trầm Huyễn Ngân tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng mấu chốt là Tiêu Phàm linh hồn chi thể liền không được yếu hơn trưởng lão hồn tộc bọn hắn, lại tăng thêm thân phận Tiêu Phàm, giết người hồn tộc bọn hắn hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Trong lòng Trầm Huyễn Ngân may mắn là Tiêu Phàm có vẻ như còn không biết ưu thế bản thân cho nên nàng muốn các vị trưởng lão dừng tay, có lẽ còn có khả năng cứu vãn. Một khi Tiêu Phàm bại lộ thân phận, hồn tộc thực khả năng chính là lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lão tử chính là thiên vương, hôm nay ta quyết giết hắn. Không sai, ai cũng cứu không được ngươi. Phạm hồn tộc tổ mộ, giết hồn tộc trưởng lão, há có thể lưu hắn. Nguyên một đám trưởng lão la ầm lên, sát khí nặng nề, hoàn toàn khó chơi, bọn hắn nhìn đến, hôm nay ai cũng ngăn cản không được quyết tâm bọn hắn giết chết Tiêu Phàm. Dứt lời, bọn hắn cũng không còn để ý tới Trầm Huyễn Ngân, thậm chí có mấy trưởng lão phát ra sát khí đều bao phủ Trầm Huyễn Ngân, nếu như có thể diệt trừ Trầm Huyễn Ngân, đối với một chút trưởng lão trong đó mà nói cũng là một chuyện tốt. Ngược lại thất trưởng lão lại lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì Trầm Huyễn Ngân là người nàng xem trọng nhất,
tương lai cực có khả năng trở thành công chúa hồn tộc. Trầm Huyễn Ngân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hồn tộc thậm chí ngay cả nàng đều muốn giết. Thế nhưng thực tùy ý các trưởng lão ra tay với Tiêu Phàm sao? Không thể, thân làm một phần tử hồn tộc, không thể trơ mắt nhìn hồn tộc hủy diệt. Đang lúc Trầm Huyễn Ngân chuẩn bị mở miệng gào thét thời khắc, một cái tay khoác lên bả vai nàng, nói, Thẩm cô nương, ngươi yên tâm, xem ở trên mặt mũi ngươi, ta sẽ không hủy diệt hồn tộc, chỉ giết người đáng chết. Ta sẽ không hủy diệt hồn tộc, chỉ giết người đáng chết. Thanh âm Tiêu Phàm không lớn, nhưng vẫn như cũ để nhiều người nghe được, bọn hắn nhìn đến, tiểu tử này nhất định là điên rồi, lúc này còn muốn hủy diệt hồn tộc. Hồn tộc là dễ dàng hủy diệt như vậy sao? Nếu như có thể, vạn năm qua, hồn tộc đã sớm không còn tồn tại. Chỉ có Trầm Huyễn Ngân biết rõ, Tiêu Phàm không phải đang nói đùa, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là Tu La Điện Chủ. Thật xin lỗi, Trầm Huyễn Ngân hai mắt đỏ bừng, hơi nước bốc hơi, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm bái một cái thật sâu. Là nàng đem tiểu ma nữ đưa vào hồn tộc, mà hiện tại, tiểu ma nữ kém chút bỏ mình, nàng trốn tránh không được trách nhiệm. Thật xin lỗi ta không phải ngươi, mà là bọn hắn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn không có trách cứ Trầm Huyễn Ngân, nếu như không phải Trầm Huyễn Ngân, tiểu ma nữ khả năng thực đã chết. Bởi vì hắn đến, tiểu ma nữ lại có hy vọng sống sót, Tiêu Phàm là phát ra cảm kích Trầm Huyễn Ngân từ nội tâm. Dứt lời, Tiêu Phàm nắm lấy Tu La kiếm chậm rãi hướng về phía trước đi đến, đối mặt mấy chục người hồn tộc cường thế đánh giết, Tiêu Phàm không có bất kỳ sợ hãi gì. Nếu như trước đó hắn còn có kiêng kỵ, khi nghe được Trầm Huyễn Ngân nói, Tiêu Phàm đột nhiên minh bạch cái gì. Đối mặt chiến thánh đỉnh phong, Tiêu Phàm có lẽ còn có chỗ cố kỵ, nhưng đối mặt người hồn tộc, Tiêu Phàm xác thực không cần thiết e ngại, tất cả những thứ này vẻn vẹn bởi vì Tiêu Phàm hắn là Tu La Điện Chủ. Giết, mấy chiến thánh cảnh trung hậu kỳ dẫn đầu đánh giết mà đến, hồn lực sôi trào mãnh liệt ba động chấn động tứ phương, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao vây ở trong đó. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn từng bước một đi lên phía trước, không có bất kỳ ý tứ xuất thủ. Mấy tu sĩ chiến thánh cảnh thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, gia hỏa này sẽ không bị dọa sợ đi. Thậm chí ngay cả lực lượng hoàn thủ đều không có. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, mấy tu sĩ chiến thánh cảnh dẫn đầu nhào về phía Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, thân thể còn duy trì động tác nghiêng về phía trước, mà thân thể lại giằng co tại chỗ, tựa như bị trúng định thân thuật. Hơn nữa, đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bên trong tất cả ánh mắt kinh hãi mấy tu sĩ hồn tộc đột nhiên bạo tán, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập tứ phương, hồn lực ba động hướng về bốn phía khuếch tán đi. Cái gì, những người khác hoàn toàn trợn tròn mắt, không biết vì sao nhìn phía trước. Tiêu Phàm căn bản chưa từng động thủ, bọn hắn tại sao lại đột nhiên bạo thể chứ? Nếu như Tiêu Phàm chính diện giao phong giết chết bọn hắn có lẽ còn có thể lý giải, nhưng hiện tại, tràng diện quỷ dị hoàn toàn vượt qua tu sĩ hồn tộc nhận biết. Cái này cũng quá quỷ dị, vậy mà vô hình giết người, nhiều người như vậy căn bản không thấy rõ ràng Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào. Những người phía sau nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Phàm tiếp tục hướng về bọn hắn đi tới, bọn hắn cũng từng bước một hướng về phía sau thối lui. Người trẻ tuổi, người lại còn biết sát thuật quỷ dị như thế, ta xem người có thể thi triển bao lâu. Thất trưởng lão hét lớn, tất cả mọi người không cho phép lui lại, người vi phạm trục xuất hồn tộc, cùng một chỗ lên, giết hắn. Giết, nghe thấy thất trưởng lão nói, những người kia trong lúc nhất thời lại quên sợ hãi. Trục xuất hồn tộc, đây không phải việc bọn hắn muốn. Một khi thoát ly hồn tộc bảo hộ, người chiến hồn đại lục biết rõ thân phận bọn hắn đoán chừng phải chạy trốn sống qua ngày. Thật sự cho rằng ta không dám giết sao? Ta nhớ hồn tộc cửu trưởng lão các ngươi nói qua, chết hồn về tổ mộ là vinh hạnh hồn tộc các ngươi, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Nụ cười kia thập phần băng lãnh, tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Tiêu Phàm là ai? Hắn là Tu La Điện Chủ, làm sao có thể nhân từ với kẻ giết mình? Bành 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 từng tiếng nổ vang truyền ra, Phàm là tu sĩ hồn tộc tới gần Tiêu Phàm trong phạm vi 10 trượng, tất cả đều bị nổ tung, cực kỳ không hiểu, nhưng lại chân thực phát sinh. Nếu như lần thứ nhất Tiêu Phàm thi triển sát phạt chi thuật quỷ dị bậc này là nhờ vận khí, bọn hắn sẽ không sợ hãi, nhưng hiện tại bọn họ thực sự sợ rồi. Người này sát phạt quá quả đoán.
căn bản không có chút do dự, bọn hắn đi lên, tuyệt đối là có bao nhiêu chết bấy nhiêu. Đi lên cũng chết, không đi lên cũng chết, bọn hắn không phải người ngu, lại làm sao có thể lần nữa xông đi lên. Giết đi, thất thần làm gì? Thất trưởng lão vô cùng phẫn nộ, nàng chỉ muốn giết Tiêu Phàm báo thù cho cửu trưởng lão. Đáng tiếc, vô luận nàng gào thét làm sao, những người khác cũng bất phi sở động, cách đó không xa, các đại trưởng lão hồn tộc đều đề phòng nhìn Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu, đáng tiếc, Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như thường. Các ngươi tham sống sợ chết, hỗn trướng. Thất trưởng lão vô cùng phẫn nộ, trực tiếp mắng to, nhưng mà lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cảm giác cổ mình bị một cái tay bóp lấy, một chữ đều nói không ra. Ngay sau đó, thân thể nàng không nghe sai khiến, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, theo những người khác, thất trưởng lão là phẫn nộ xuất thủ. Thất trưởng lão vô địch, giết hắn. Bên trong hồn tộc có một chút tu sĩ bắt đầu động viên cho thất trưởng lão, lớn tiếng kêu lên. Giờ phút này thất trưởng lão lại có nỗi khổ không nói được, bởi vì nàng căn bản là không có muốn tùy tiện xuất thủ, chỉ là thân thể hoàn toàn khống chế không được mà thôi. Đột nhiên, thất trưởng lão bỗng nhiên run một cái, cách nàng mấy trượng có hơn, một thân ảnh chậm rãi nâng bàn tay, làm ra một cái động tác bóp cổ. Thất trưởng lão rất muốn tránh, nhưng bàn tay Tiêu Phàm lại như là nam châm, trực tiếp đem nàng hút qua, cổ nàng vừa lúc rơi vào bên trong bàn tay Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, những kẻ vừa kêu gào đều trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét quả trứng vịt. Đây chính là thất trưởng lão, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Phàm bóp cổ, liền sức phản kháng lượng đều không có. Ittt tu sĩ toàn trường hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung rung, toàn thân cảm giác rùng mình. Lão yêu bà kêu gào lợi hại, Tiêu Phàm đạm mạc mở miệng, ánh mắt lấp lóe sát ý. Từ khi vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền bị thất trưởng lão cuốn lấy, cũng chỉ có nàng một mực ồn ào muốn tiêu diệt Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha đây. Sắc mặt thất trưởng lão kìm nén đến đỏ bừng, nàng rất muốn mở miệng cầu cứu, lại một chữ đều nói không ra. Thả thất trưởng lão ra, các trưởng lão khác phẫn nộ gầm to, nhưng cũng không dám tới gần Tiêu Phàm, tránh như tránh xà hạt. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái, sát khí băng lãnh bao phủ thất trưởng lão, cười gằn nói, ngươi vừa mới nói ai cũng cứu không được ta. Ta hôm nay chết chắc, hiện tại ngươi minh bạch chưa, ta không cần ai tới cứu. Lời nói băng lãnh giễu cợt quanh quẩn tại hư không, những lời này là thất trưởng lão dùng để chào phúng Tiêu Phàm, nhưng hiện tại còn trả nguyên lại, mặt mũi này đánh vô cùng vang. Ta không cần ai tới cứu. Lấy thực lực Tiêu Phàm, có lẽ không phải đối thủ những người này, nhưng hắn có thứ ỷ vào, điểm này hắn còn phải cảm tạ Trầm Huyễn Ngân nhắc nhở hắn. Tiêu Phàm, có thể thả thất trưởng lão hay không? Lúc này, Trầm Huyễn Ngân đột nhiên mở miệng kêu lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Trầm Huyễn Ngân một cái, trầm ngâm một lúc, lắc lắc đầu nói, ta biết người này đối với ngươi có ân, nhưng nhiều phiên lợi dụng ngươi, tình nghĩa ngươi cùng nàng trước đó đã hao hết. Những tin tức này đều là Tiêu Phàm từ trong trí nhớ cửu trưởng lão có được, không ít người ở đây Tiêu Phàm đều có tin tức quan hệ với bọn hắn. Ta Trầm Huyễn Ngân còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Mấu chốt là nàng cũng là kẻ cầm đầu hãm hại tiểu ma nữ. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói, tiểu ma nữ là vợ Tiêu Phàm, ai chạm vào, hẳn phải chết. Phốc, tiếng nói rơi xuống. Tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm trực tiếp cắm vào bên trong L âng ngực thất trưởng lão. Phốc một tiếng, Tiêu Phàm trực tiếp một kiếm cắm vào L âng ngực thất trưởng lão, hắn căn bản không có chút do dự. Ttt thanh âm toàn trường hít một hơi lạnh vang lên, rất nhiều người trợn to hai mắt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Đó là thất trưởng lão hồn tộc bọn hắn, gia hỏa này vậy mà nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp giết. Đâu chỉ bọn hắn. Chính là con người thất trưởng lão cũng kịch liệt run rẩy, nàng không tin Tiêu Phàm dám động thủ với nàng. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm không chỉ có động thủ, hơn nữa còn trực tiếp giết nàng, căn bản không cho nàng bất luận cơ hội xin khoan dung. Tu la kiếm điên cuồng rút hồn lực cùng huyết dịch nàng ra, hồn lực bàng bạc đối với Tiêu Phàm mà nói lại là vật đại bổ, hắn cảm giác linh hồn chi lực bản thân lại cường đại hơn mấy phần. Trong đầu hắn lóe qua một cái ý niệm. Nếu quả thật thôn phệ hồn lực hồn tộc tất cả mọi người, phải chăng có thể đem bản thân đẩy vào chiến thần cảnh? Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền đem ý nghĩ này bóp tắt,
đừng nói hắn đã đáp ứng Trầm Huyễn Ngân, dù là không đáp ứng, Tiêu Phàm cũng sẽ không diệt hồn tộc. Đương nhiên, nếu như tiểu ma nữ xảy ra việc ngoài ý muốn, Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý điên cuồng một lần. Ai, Trầm Huyễn Ngân thở dài một hơi, không đành lòng nhắm hai mắt lại, thất trưởng lão đối với nàng có ân, cũng chính là bởi vì như thế mà những năm gần đây, Trầm Huyễn Ngân tình nguyện một mực bị thất trưởng lão lợi dụng, chỉ vì báo đáp ân tình. Mặc dù phần ân tình này đã từ lâu trả hết nợ, nhưng thấy thất trưởng lão bị Tiêu Phàm giết chết, nàng vẫn còn có chút không đành lòng. Bất quá nàng cũng có thể lý giải tâm tình Tiêu Phàm, thất trưởng lão muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm làm sao có thể nén giận đây, phải biết, Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm nhấc Tu La kiếm lên, thân thể thất trưởng lão bỗng nhiên hóa thành cho bụi, còn người Tiêu Phàm băng lãnh liếc nhìn toàn trường, lạnh giọng nói còn có ai muốn đến. Lời nói chấn nhiếp quanh quẩn trong hư không, tu sĩ hồn tộc quả thực là không một ai dám lên trước. Cùng Tiêu Phàm đối kháng, bọn hắn đã không có lá gan này. Hồn tộc đều là kẻ hiếp yếu sợ mạnh sao? Khi dễ một cái cô gái yếu đuối tính là gì, có bản sự hướng về phía ta. Lửa giận trong lòng Tiêu Phàm còn chưa phát tiết xong. Lúc này, con người Tiêu Phàm bỗng nhiên rơi vào trên người đại trưởng lão, con người băng lãnh hiện ra quang mang khát máu. Đại trưởng lão nơi xa bị Tiêu Phàm nhìn khiến toàn thân không được tự nhiên. Đại trưởng lão, là ngươi để tiểu ma nữ làm công chúa hồn tộc. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một đạo hàn mang. Thì sao, bản trưởng lão để nàng trở thành công chúa hồn tộc đó là bản trưởng lão để mắt nàng. Thủ đoạn Tiêu Phàm mặc dù có chút quỷ dị, nhưng thân làm đại trưởng lão hồn tộc, anh bà vẫn có ngạo khí. Tuổi thọ hồn tộc so với chủng tộc khác kéo dài hơn rất nhiều. Sống hơn ngàn năm, anh bà việc đời gì chưa thấy qua, làm sao có thể bị Tiêu Phàm dọa sợ mất mật. Ngươi để tiểu ma nữ đi chịu chết là để mắt nàng. Tiêu Phàm cười hắn lần nữa phóng ra bước chân, hướng về anh bà đi đến, vậy tại sao ngươi không chết đi? Sát khí nặng nề từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra, sát khí lạnh lẽo quét sạch hư không, hóa thành thực chất hóa kiếm khí bắn về phía anh bà. Tiêu Phàm nguyên bản chậm rãi bình tĩnh. Lần nữa bị lời nói anh bà đốt lửa giận, những cái này cái gọi là thượng vị giả, đều quá coi trọng mình, không đem mệnh những người khác đặt ở trong lòng. Anh bà đưa tay vung lên, sát khí đầy trời bỗng nhiên bạo tán mà ra, sau đó linh hồn uy áp cuồng bạo giống như thủy triều hướng về Tiêu Phàm. Toàn thân Tiêu Phàm hơi hơi chấn động, anh bà cho dù không có đột phá chiến thần cảnh cũng kém không nhiều, thực lực nàng đoán chừng tương đương với đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện. Bất quá, linh hồn lực lượng Tiêu Phàm cũng đến gần vô hạn chiến thần cảnh, rất nhanh liền ngăn trở cỗ hồn lực trùng kích này. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động từ quanh người hắn quét sạch mà ra, năng lượng ba động bên trong ẩn chứa một loại huyết sắc quang mang, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy cái kia huyết sắc quang mang vào tới, anh bà vốn có thể cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Muốn chạy. Ngươi chạy sao? Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, Tu La kiếm nhấc lên, sát khí đáng sợ hiện lên, một đạo kiếm thông thiên nghịch không mà lên, tốc độ kinh người. Anh bà cau mày, cử động Tiêu Phàm làm cho nàng nhớ tới một đạo thân ảnh, chẳng biết tại sao trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Có lẽ, để tiểu ma nữ trở thành công chúa hồn tộc là sai lầm to lớn nhất cả một đời của nàng. Kiếm mang đến rất nhanh, anh bà cơ hồ chỉ trốn tránh. Căn bản không dám cùng Tiêu Phàm giao phong, nàng tựa như kiêng kỵ cái gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Anh bà nhìn chằm chằm kiếm trong tay Tiêu Phàm, loại dự cảm kia càng ngày càng mãnh liệt. Những người khác kinh ngạc nhìn anh bà, bọn hắn từ trong giọng nói anh bà nghe được một loại kiêng kỵ, phải biết anh bà là đệ nhất cường giả hồn tộc. Nếu như ngay cả nàng đều không phải đối thủ Tiêu Phàm, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được hắn? Vô luận ta là ai? Ta đều sẽ giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, muốn tiểu ma nữ chết, phải có giác ngộ tử vong. Anh bà cau mày, nói, để cho nàng trở thành công chúa hồn tộc, cũng không phải là một mình ta quyết định, huống chi cũng chỉ có nàng linh hồn thuần túy mới có thể đảm nhiệm công chúa hồn tộc, vì hồn tộc mà chết là sứ mệnh bẩm sinh mỗi một tộc nhân hồn tộc. Vì hồn tộc mà chết là sứ mệnh bẩm sinh mỗi một tộc nhân hồn tộc. Tiêu Phàm cười càng ngày càng lạnh. Ra mặt đại trưởng lão hồn tộc thật đúng là lớn. Ngừng lại,
Tiêu Phàm cười nói, ta bây giờ chuẩn bị đồ sát toàn bộ hồn tộc, bất quá ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem đầu ngươi đưa đến dưới kiếm ta, ta liền không diệt hồn tộc, dạng này ngươi có tính vì hồn tộc mà chết không? Hừ, anh bà hừ lạnh một tiếng, nàng không biết phản bác lời nói Tiêu Phàm như thế nào, lúc này mới nói, vậy ngươi cũng phải thật có thực lực đồ diệt hồn tộc ta. Vậy ngươi có thể xem thử. Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng, hắn đã bị sắc mặt ghê tởm của anh bà làm nổi lên ác tâm, cũng không muốn cùng nàng lãng phí thời gian. Tiếng nói vừa xong, bên trong mi tâm Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một huyết sắc châu tử, huyết sắc châu tử tản ra quang mang màu đỏ tươi, từng đợt hướng về hư không khuếch tán đi. Tỏa hồn châu, nhìn thấy huyết sắc châu tử, một đám trưởng lão hồn tộc trăm miệng một lời hét lớn, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Bọn hắn rốt cục biết tại sao Tiêu Phàm có thể tùy tiện giết người hồn tộc bọn hắn, chính là bởi vì tỏa hồn châu. Tỏa hồn châu, không chỉ có riêng hồn lực, còn có hồn tộc, thậm chí linh hồn. Ngay từ đầu Tiêu Phàm không nghĩ tới, lúc Trầm Huyễn Ngân thay hồn tộc cầu tình, Tiêu Phàm lúc này mới liên tưởng đến tỏa hồn châu. Lần trước hắn cũng là dựa vào tỏa hồn châu mới có thể trong không gian chiến hồn ứng phó đệ nhất phân thân chiến thần điện điện chủ, cùng vô số bóng đen. Hắn cũng may mắn tỏa hồn châu rời nhục thể, tiến vào bên trong linh hồn, bằng không mà nói, đối mặt vô số tu sĩ hồn tộc, Tiêu Phàm một người cũng không chịu đựng nổi. Bất quá, có tỏa hồn châu, dù là toàn bộ hồn tộc bao vây mà lên, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi. Ngươi là Tu La Điện Chủ, anh bà mí mắt cuồng loạn, còn ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm có một vòng sợ hãi, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không biết hiện tại ta có năng lực đồ diệt hồn tộc hay không? Tiêu Phàm không có trả lời anh bà, chỉ là khẽ cười một tiếng, con người băng lãnh liếc nhìn toàn trường. Tỏa hồn châu lơ lửng tại đỉnh đầu Tiêu Phàm còn quấn vầng sáng huyết sắc, lộ ra một cỗ khí tức huyền diệu, trong lúc nhất thời tất cả người hồn tộc liền không dám thở mạnh. Tỏa hồn châu ứng phó chủng tộc khác có lẽ không có ưu thế gì, nhưng đối với hồn tộc mà nói, nó hoàn toàn là khắc tinh bọn họ. Hiện tại ngươi có thể chết, Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, huyết sắc quang mang trong nháy mắt hướng về anh bà bao phủ, một khi tỏa hồn châu khóa lại nàng, anh bà tuyệt đối không có sức phản kháng. Chỉ là thực lực nàng cực kỳ cường đại, Tiêu Phàm che giấu cũng không phát huy ra chân chính lực lượng tỏa hồn châu, ứng phó những người khác vẫn được, nhưng ứng phó anh bà lại không được. Chậm đã, anh bà hoảng hốt, vội vàng kêu lên sợ hãi. Hơn nữa một bên hướng về phía sau thối lui. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không để ý tới nàng, hiện tại hắn cũng không phải là muốn chứng minh cái gì, chỉ là muốn giết anh bà báo thù cho tiểu ma nữ mà thôi. Ta có thể cứu Diệp Thi Vũ, anh bà thực sự sợ hãi, dốc hết toàn lực hét lớn. Hả, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, bỗng nhiên ngừng thân hình, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Chỉ cần ngươi không đối phó hồn tộc. Ta có thể cứu Diệp Thi Vũ. Anh bà nói lần nữa. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, dùng hành động thực tế chứng minh. Tiêu Phàm đối với câu nói phía trước khịt mũi coi thường, cái gì không đối phó hồn tộc, không phải liền là sợ tiểu gia tiếp tục đối phó ngươi sao? Tiêu Phàm hiện tại đang giàu làm sao giải cứu tiểu ma nữ, nếu như lão yêu bà này thật có thể cứu tiểu ma nữ, Tiêu Phàm ngược lại sẽ tha cho nàng một mạng. Anh bà đề phòng nhìn Tiêu Phàm một cái. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có ý tứ xuất thủ, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, chậm rãi hướng về Ngọc Đài đi đến. Muốn cứu nàng chỉ có một loại phương pháp, chính là phá giải trận pháp trên Ngọc Đài này, phá giải trận pháp này xong liền không thể rút ra tinh thần chi lực, cột sáng cũng sẽ biến mất, bất quá, phóng nhãn chiến hồn đại lục cũng chỉ có ta biết phá giải trận pháp này. Anh bà thập phần tự tin nói ra. Nói nhảm một câu nữa, có tin ta làm thịt ngươi hay không? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, lão yêu bà đùa nghịch lợi hại, nếu để cho nàng nói tiếp, qua một lúc chẳng phải là muốn ra điều kiện với mình. Anh bà sầm mặt lại, nếu như là người khác, nàng thật đúng là không tin dám diệt hồn tộc, cũng không diệt được nàng. Nhưng Tu La Điện Chủ lại dám, hơn nữa hắn quả thật có thực lực này, tỏa hồn châu chính là khắc tinh toàn bộ hồn tộc. Ngươi theo ta đi lên, ta muốn mượn nhờ lực lượng tỏa hồn châu mới có thể phá vỡ hồn giới này. Anh bà hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, cỗ bất an trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, chẳng lẽ kiếp nạn bản thân sẽ ứng trên người đại trưởng lão? Thế nhưng nàng lại không giống đang nói láo,
hơn nữa đây cũng là cơ hội duy nhất Tiêu Phàm cứu tiểu ma nữ ra, hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Có thể, trưởng lão hồn tộc, từng người một, tất cả đều cùng ta cùng một chỗ. Tiêu Phàm vẫn gật đầu, nhưng hắn cũng không ngốc, anh bà rõ ràng không đáng tin, hắn làm sao có thể tùy tiện tín nhiệm nàng. Nếu như 7 trưởng lão hồn tộc khác cũng đi theo cùng một chỗ đi lên, Tiêu Phàm cũng không sợ anh bà đùa nghịch. Không được, anh bà không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, sau đó lại phát hiện bản thân có vẻ như quá quyết đoán, lại vội vàng giải thích nói, muốn phá trận, người càng ít càng tốt, càng nhiều người, độ khó càng lớn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói yên tâm, ta sẽ không để bọn hắn ngốc bên cạnh ta. Tiếng nói rơi xuống. Huyết sắc quang mang như mũi tên bình thường bắn tứ phương, ngay sau đó thân ảnh Tiêu Phàm tại hư không lấp lóe mấy lần, 7 đạo thân ảnh chung quanh trong nháy mắt biến mất, chính là thất đại trưởng lão hồn tộc còn lại. Trước mặt Tiêu Phàm hoặc có lẽ là trước mặt tỏa hồn châu, bọn hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Ngươi, anh bà phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hồn tộc thập đại trưởng lão, trừ nàng ra, cửu trưởng lão cùng thất trưởng lão bị Tiêu Phàm giết chết. Thất đại trưởng lão khác bị Tiêu Phàm bắt sống, đây là sự nhục nhã của hồn tộc. Thậm chí, nếu như không phải nàng còn có chút giá trị lợi dụng, Tiêu Phàm có lẽ cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp muốn tính mệnh nàng. Phá trận, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, căn bản không cho anh bà cơ hội phản bác, chỉ cần ngươi cứu tiểu ma nữ, ta cam đoan bọn hắn đều sẽ không thiếu một sợi lông. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Anh bà thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái. Đáy mắt lại lóe qua một vòng đắc ý, sau đó hướng về phía trên ngọc đài rơi đi, trong tay nàng xuất hiện một chuôi tế kiếm. Toàn thân tế kiếm hiện lên màu xanh nhạt, dài chừng 1 mét, kiếm thể mảnh mà sắc bén, lại cực kỳ nhẹ nhàng, rất thích hợp cho nữ tu sĩ sử dụng, dù là Tiêu Phàm cũng không khỏi nhìn vài lần. Thần binh đan thanh kiếm hồn tộc, trong lòng Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, nắm giữ tu la truyền thừa hắn tự nhiên liếc cái liền nhận ra lai lịch thần kiếm này. Đi theo bước chân ta, mất dấu cũng đừng trách ta. Đột nhiên, thân hình anh bà lóe lên, đừng nhìn nàng thập phần già nua, nhưng đi lại cực kỳ mau lẹ, một cước đạp ở trên ngọc đài, trong một chớp mắt, ngọc đài bỗng phóng thất thải hà mang. Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu, chẳng lẽ lão yêu bà này thực biết rõ phương pháp giải khai âm dương tỏa thiên trận. Hắn vẫn hơi không tin, nhưng hắn thập phần bất đắc dĩ, đành phải đi theo, con ngươi nhìn chằm chặp bước chân anh bà. Mặc dù hắn nhìn không ra âm dương tỏa thiên trận huyền bí, nhưng đại khái trận văn hắn vẫn nhìn ra, nếu như anh bà thật muốn hãm hại hắn, hắn cũng có thể cảm giác được. Bước chân anh bà thập phần huyền diệu, mỗi lần giẫm, hà mang trên ngọc đài liền sáng chói mấy phần, ngưng tụ thành một đạo hồn giới bao phủ ở trên không. Tu sĩ hồn tộc chung quanh lui nữa, sau một lát, Tiêu Phàm đã nhìn không thấy bóng dáng bọn hắn, hắn trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Bên trong trận pháp vẫn còn có thời không chi giới, xem ra ta vẫn là quá khinh thường trận pháp này. Tiêu Phàm không dám buông lỏng cảnh giác, ngay từ đầu hắn quả thật có thể cảm nhận được anh bà là đang phá trận, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm cảm giác được có chút không thích hợp. Trong lúc đó, bước chân anh bà biến hóa rất nhanh, tựa như cố ý để Tiêu Phàm thấy không rõ, hắn dù sao cũng là hồn điêu sư cấp truyền kỳ, cách cấp thủy tổ chỉ có một bước. Một chút chi tiết này tự nhiên chạy không khỏi mắt Tiêu Phàm. Ngươi thử đi nhầm bộ pháp xem ta có dám chạm ngươi hay không. Thanh âm Tiêu Phàm băng lãnh vang lên, hiện tại hắn đã ở bên trong âm dương tỏa thiên trận, nếu như đại trận nhằm vào hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối đào thoát không được. Nghe vậy, toàn thân anh bà chấn động, quay đầu hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm hiểu trận văn. Anh bà hít sâu một cái. Ngẩng đầu nhìn chân trời, giờ phút này bọn hắn tựa như xuất hiện ở bên trong một mảnh hư không vô ngần, chân trời lấp lánh ánh sao, hai cỗ thanh khí lượn lờ ở đỉnh đầu, cho người ta một loại cảm giác cao thâm mà chắc. Lúc này, khóe miệng nàng hiện lên một vòng đắc ý, tựa như âm mưu đạt được. Ở chỗ này đem tỏa hồn châu triệu hoán ra, khóa hồn lực 4 phía lại liền có thể phá mở trận pháp. Đại trưởng lão đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi xác định, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hồn lực 4 phía bạo động, nhưng dựa vào tỏa hồn châu khóa lại hồn lực liền có thể phá trận sao? Chí ít Tiêu Phàm không phải cho là như thế,
hắn không hiểu âm dương tỏa thiên trận ảo diệu, nhưng hắn minh bạch càn khôn tỏa linh trận, trận pháp này cũng không phải dễ dàng phá như vậy. Xác định, không tin thì ta cũng không có cách nào. Anh bà thập phần khẳng định gật gật đầu nói. Hy vọng ngươi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, vì tiểu ma nữ, hắn vẫn lấy ra tỏa hồn châu. Nhưng mà khi tỏa hồn châu xuất hiện ở mi tâm hắn, linh khí bốn phía cuồng bạo bỗng nhiên ổn định lại. Cùng lúc đó, từng đạo lưu quang từ phía chân trời kích xạ mà xuống, tốc độ nhanh vô cùng, toàn thân Tiêu Phàm nổi da gà, những cái lưu quang kia phóng sát cơ đáng sợ, gắt gao tập trung vào hắn. Sát cơ đáng sợ khiến trong lòng Tiêu Phàm có chút rét run, cảm giác tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Ngươi tự tìm cái chết, Tiêu Phàm phẫn nộ quay đầu nhìn về phía anh bà, lại phát hiện anh bà đã nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Tu La Điện Chủ, người đi chết đi, anh bà cười vang lên, dưới chân không có mảy may dừng lại. Diệt thần, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, Tu La kiếm phóng lợi mang sáng chói, dường như đâm rách tầng tầng không gian, lóa mắt liền đi tới phía sau anh bà. Làm sao có thể, anh bà cảm giác mình bị một đầu độc xà tiếp cận, thân thể vậy mà không thể động đậy. Nàng nào sẽ nghĩ đến một kiếm Tiêu Phàm vậy mà đáng sợ như thế, có thể xuyên thấu trận pháp. Hơn nữa ở chỗ này, tỏa hồn châu hẳn là không dùng được mới đúng, bản thân làm sao có thể bị định trụ. Anh bà dùng hết toàn lực hướng về một bên trốn tránh, áo bào đen trên người cổ động, thân thể rốt cục động đậy một cái, trách đi đạo kiếm khí kia. Phốc một tiếng, đầu vai anh bà bay huyết, một cánh tay cao cao quăng ra ngoài, đau khiến nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Bất quá cũng ngay tại giây phút này, thân thể anh bà rốt cục có thể động đậy. Nàng nào còn dám do dự, đầu cũng không dám quay lại, liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Giữa đại trận, Tiêu Phàm nhìn thấy anh bà đào tẩu, thần sắc cũng giận dữ vô cùng, thế nhưng vô số tinh quang không trung đã gào thét mà xuống, hắn căn bản không có tâm tư đi đối phó anh bà. Dưới chân hắn, vô số trận văn tựa như bỗng sống lại, như vô số tiểu xà ngọ nguậy, đáng sợ dị thường. Trận này dùng để lấn trời. Bởi vì tỏa hồn châu tồn tại mà kém chút làm trận này bại lộ, cho nên nhật nguyệt nghịch loạn trận muốn tiêu diệt ta. Ánh mắt Tiêu Phàm không ngừng lóe lên, trong lòng vô cùng băng lãnh. Lần này, hắn quả thật bị anh bà hại một lần, nhìn lít nha lít nhít tinh quang, những nơi đi qua chôn vùi tất cả, toàn thân Tiêu Phàm đều có chút lạnh. Giờ phút này trên người hắn chỉ có Tu La kiếm, tỏa hồn châu cùng vô tận chiến hồn căn bản không có những biện pháp khác đến đối kháng tinh quang hủy diệt. Một khi bị tinh quang quét trúng, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ, phải biết, tinh quang hủy diệt là có thể hủy diệt chiến thần cảnh. Linh hồn phân liệt, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, nếu như nói hiện tại hắn còn có cơ hội sống sót, tuyệt đối chỉ có năng lực linh hồn phân liệt. Linh hồn phân liệt hắn đã có thể chia ra làm 8, nói cách khác hắn bây giờ có được 8 đầu mệnh, chỉ cần lợi dụng được 8 đầu mệnh này là hắn có hy vọng sống sót. Nghĩ vậy, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, bỗng nhiên thu hồi tỏa hồn châu, sau đó chia ra làm 8, hướng về 8 phương hướng bỏ chạy. Giờ khắc này đại trưởng lão anh bà đã rời khỏi trận pháp, nhìn trận pháp bao phủ mờ mịt phía xa, trong mắt lộ ra một vòng cười lạnh, bên trong âm dương tỏa thiên trận chỉ cần là người, vô luận như thế nào đều không có khả năng chạy thoát, sát cơ chuyên đối phó mệnh cách. Phu quân, phía trên tử sắc quang trụ, tiểu ma nữ tê tâm liệt phế kêu to. Đáng tiếc thanh âm nàng căn bản không truyền tới lỗ tai Tiêu Phàm, con ngươi màu đỏ tươi quét về phía anh bà ngoài trận nói, ta nếu không chết, nhất định để ngươi nấu luyện thiên hỏa vạn năm, vì phu quân báo thù. Diệp Thi Vũ, hắn sẽ chết, ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì? Anh bà nhìn không chung cười lạnh nói, muốn giết ta, chờ ngươi sống sót rồi nói sau. Ta sẽ sống, tiểu ma nữ khe cắn môi, lần nữa nhìn về phía đại trận mông lung. Hô, đột nhiên, vô số tinh quang gào thét mà xuống, xuyên qua thân thể tiểu ma nữ, quỷ dị là tất cả tinh quang hủy diệt cũng không nhằm vào nàng. Không, tiểu ma nữ gào thét lớn, đáng tiếc tinh quang hủy diệt vẫn như cũ rơi xuống, quang mang sáng chói chiếu rọi ngọc đài, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Bên trong trận pháp, Tiêu Phàm nhìn tinh quang hủy diệt rơi xuống, giờ phút này 8 đạo linh hồn phân thân xuất hiện ở 8 nơi hẻo lánh. Tinh quang hủy diệt tập trung vào 8 đạo linh hồn phân thân, rõ ràng là không khác biệt công kích. Oanh,
Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, tinh quang hủy diệt bỗng nhiên bắn xuống, tám đạo linh hồn phân thân trong nháy mắt bị hủy diệt bảy đạo, trừ một đạo phân thân nắm giữ tỏa hồn châu thì còn sống. Hắn lúc này mới biết rõ tự mình nghĩ sai, cũng không phải là phân thân nhiều liền có thể sống. Lúc bảy đạo linh hồn phân thân biến mất, Tiêu Phàm cảm giác linh hồn bản thân đều bị rút ra không còn, nếu như nói trước đó linh hồn hắn là một đoàn đại hỏa, hiện tại chỉ là một ngọn lửa. Hơn nữa, tinh quang hủy diệt vẫn còn rút lấy lực lượng Tiêu Phàm. Mấy vạn dặm bên ngoài, bên trong một cái sơn cốc, Tiểu Kim cùng Thạch Thánh thủ hộ lấy thân thể Tiêu Phàm, đột nhiên Tiểu Kim phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tóc Tiêu lão đại tại sao lại biến thành màu trắng? Thạch Thánh cũng cả kinh, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Gần trong nháy mắt mà thôi, tóc Tiêu Phàm trở nên khô trắng vô cùng, trên mặt cũng nổi lên nếp uốn u cục, tựa như già nua vô số. Huyết khí hắn trong cơ thể tựa như trong nháy mắt rút ra không còn, hơn nữa còn bị một cỗ lực lượng quỷ dị rút ra. Tiểu Kim toàn thân lông tóc nổ lên, đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương, sát cơ nở rộ, con người Thạch Thánh cũng liếc nhìn trong rừng, đáng tiếc, bốn phía thập phần yên tĩnh, cái gì đều không có. Sau nửa ngày, nhục thân Tiêu Phàm cơ hồ chỉ còn lại một sợi huyết khí, dù là một tia một sợi huyết khí cũng tùy thời đều có thể bị dập tắt. Tiểu Kim cùng Thạch Thánh chỉ có thể lo lắng xuông, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, lực lượng cướp đi huyết khí Tiêu Phàm quá thần bí cùng quỷ dị, vượt qua bọn hắn lý giải. Vị trí ngọc đài, linh hồn chi thể Tiêu Phàm uể oải suy sụp, tùy thời đều có thể ngã xuống, hắn đứng ở đó không nhúc nhích, mặc cho tinh quang rút ra lực lượng hắn, căn bản phản kháng không được. Rốt cục, tinh quang hủy diệt cũng rốt cục biến mất, Tiêu Phàm phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất, toàn bộ linh hồn nhìn qua vô cùng nhợt nhạt. Vừa nãy hắn vẫn chỉ là một thanh niên 20 tuổi, nhưng bây giờ lại dường như biến thành cụ già, thân thể đã gần đất xa trời. Hồi lâu, Tiêu Phàm nâng hai mắt đờ xê ngầu lên, thân thể lung la lung lay đứng dậy, dường như một ngọn lửa nhỏ, tùy thời đều có thể bị dập tắt. Hủy ta 8-9 phần 10 thọ nguyên, nhưng ta chung quy vẫn còn sống sót, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, thanh âm đều có chút khàn khàn. Mặc dù hắn không biết tại sao mình có thể sống sót, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói đã đủ rồi, dù hắn đã già yếu không còn hình dáng. Nhìn bốn phía, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện bản thân có vẻ như đã không ở trên ngọc đài, mà xuất hiện ở một vùng không gian khác. Xung quanh hắn hiện lên từng khỏa hạt châu óng ánh trong suốt đủ mọi màu sắc, sắc thái rực rỡ. Những hạt châu này chỉ to chừng ngón cái, lại tản ra năng lượng vô cùng bàng bạc ba động, tựa như tràn đầy huyết khí. Mệnh Nguyên Châu, trong con người Tiêu Phàm đờ xê ngầu bỗng lóe qua ánh sáng, bất quá rất nhanh liền âm trầm, bản thân cùng Tô Họa giao dịch thẻ đánh bạc không phải là Mệnh Nguyên Châu sao? Có lẽ trong dự liệu Tô Họa ta có thể sẽ chết ở chỗ này. Nếu như nàng thật có thể liệu sự như thần, vậy liền thực quá kinh khủng. Tiêu Phàm đã tạm thời quên cừu hận đối với anh bà. Việc cấp bách là làm rõ ràng mảnh địa vực này là chỗ nào, cùng như thế nào mới có thể sống để rời đi nơi này. Nơi đó là, Tiêu Phàm híp hai mắt, đột nhiên nhìn về phía trước, nơi đó có một tia sáng hấp dẫn lực chú ý hắn. Nhìn thấy đạo ánh sáng kia, Tiêu Phàm có chút không tự giác muốn đi qua. Bất quá hắn lại nhịn xuống, hiện tại hắn nhất định phải khôi phục một cái huyết khí mới được. Khôi phục huyết khí, có thứ gì tốt hơn Mệnh Nguyên Châu sao? Nhìn Mệnh Nguyên Châu bốn phía một cái, Tiêu Phàm nâng tay run run rẩy rẩy bắt lấy một khỏa bạch sắc trong đó, sau đó nuốt vào, ngay sau đó, một cỗ hồn lực bàng bạc từ trên người hắn tản ra. Một khỏa Mệnh Nguyên Châu, 10 năm thọ, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng tinh quang. Hắn cảm giác thọ nguyên bản thân tràn đầy không ít, nhưng so với thời kỳ tột cùng vẫn kém nửa điểm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng tạm thời không lo được Tô Họa hứa hẹn, trước khôi phục huyết khí bản thân lại nói, nếu như chính mình cũng không thể sống mà đi ra nơi này, coi như lấy được 100 khỏa Mệnh Nguyên Châu thì có ý nghĩa gì chứ? Tô Họa muốn 100 khỏa Mệnh Nguyên Châu, cũng chính là 1000 năm thọ, nàng muốn 1000 năm thọ nguyên làm cái gì đây? Tiêu Phàm hồ nghi. Theo từng khỏa Mệnh Nguyên Châu thôn phệ luyện hóa, huyết khí Tiêu Phàm cũng gia tăng không ít, đáng tiếc Mệnh Nguyên Châu cũng không phải là quá nhiều, chỉ có hơn 30 khỏa. Hơn 30 khỏa, Tiêu Phàm cũng tương đương với khôi phục hơn 300 năm thọ nguyên, trên mặt hắn lột một tầng da, lộ ra da thịt thủy nộn, dường như hài nhi mới sinh. Hắn tóc trắng bạch mi,
hạc phát đồng nhan, môi hồng răng trắng, rất có tư thái tiên phong đạo cốt. Hồi lâu, Tiêu Phàm phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía một đạo quang mang nơi xa, đi qua. Khu vực này thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, ngưng kết thành vô số giọt nước linh khí nhỏ, trong hư không mông lung, Tiêu Phàm đều không nhìn rõ ràng. Đột nhiên, màng nhĩ Tiêu Phàm rung động một cái, như có một đạo thanh âm từ phía trước truyền đến. Ha ha, hồn thiên, các ngươi không bằng heo chó, vậy mà biển thủ, thực coi là các ngươi thắng sao? Hồn tộc sinh ra thứ bẩn thỉu các ngươi, thực sự là sỉ nhục của hồn tộc. Năm đó Tu La Điện chủ mù mắt, vậy mà tin tưởng các ngươi, chúng ta chính là công thần chiến hồn đại lục, lại cuối cùng chỉ có thể biến thành lô đỉnh. Ta nói Sở lão quái, lời nói không thể nói như vậy, Tu La Điện chủ cũng là vì chúng ta cân nhắc, huống chi, bên ngoài nữ oa kia ý chí cực kỳ cứng cỏi, lần này chúng ta có lẽ có cơ hội xoay người. Từng tiếng nổi giận vang lên, tựa như là lên án mạnh mẽ một ít người. Các ngươi không khỏi cao hứng quá sớm, nàng có thể kiên trì đến hiện tại xác thực vượt qua ngoài ý muốn, nhưng các ngươi đừng quên, hồn tộc đã tiến đến, rất nhanh lực lượng chúng ta sẽ liên tục không ngừng trèo trống, ma diệt lực lượng các ngươi. Vạn năm thời gian, nhục thân các ngươi cũng đã mục nát, giữ lại linh hồn chi thể để làm gì? Lực lượng hồn tộc để các ngươi sống tạm vạn năm, hiện tại cũng là thời điểm hồi báo hồn tộc ta. Xem ai có thể cười đến cuối cùng, hiện tại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một số người khác đáp lại, ngữ khí thập phần cứng rắn và cường thế, rõ ràng so với những người kia bình tĩnh hơn rất nhiều. Hai loại thanh âm vẫn phản bác, tức giận mắng, Tiêu Phàm lại đột nhiên ngừng thân hình, phất tay, bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Bảy người không phải ai khác, chính là hồn tộc thất đại trưởng lão, nhìn thấy Tiêu Phàm biến hóa, thất đại trưởng lão giật mình. Lúc này mới bao lâu, Tiêu Phàm vậy mà biến thành một người khác. Tiêu Phàm dùng tỏa hồn châu định trụ thân hình mấy người ngay từ đầu muốn phản kháng, bất quá khi bọn hắn nghe được bên trong truyền đến thanh âm lại lộ ra vẻ chấn động. Đó là thanh âm tộc trưởng. Không chỉ tộc trưởng, còn có các vị tộc lão, ta là một tay liễu tộc lão nuôi nấng, thanh âm lão nhân gia ta vĩnh viễn cũng quên không, hắn còn sống. Tộc trưởng cùng các tộc lão đều còn sống sót. Thất đại trưởng lão toàn thân kịch liệt run rẩy, lệ nóng doanh tròng, từ ngàn năm nay, bởi vì tộc trưởng cùng các vị tộc lão biến mất, hồn tộc lại không có bất luận chiến thần cảnh nào nữa. Nhưng hiện tại, bọn hắn lại nghe được thanh âm biến mất hơn ngàn năm, bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh được? Có gì để cao hứng chứ? Còn nói, tộc trưởng cùng tộc lão với các ngươi cũng là một loại. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, Tiêu Phàm lạnh lùng quét bọn hắn một cái, khinh thường nói. Đám người hơi hơi kinh ngạc, bất quá sắc mặt rất nhanh trở nên âm trầm vô cùng, nghe được bên trong nói chuyện, bọn hắn chỗ nào còn không minh bạch, tộc trưởng cùng tộc lão bọn hắn đều là hạng người lừa đời lấy tiếng. Xem như người hồn tộc, nên lấy bọn hắn lấy làm hổ thẹn mới đúng, chính như Tiêu Phàm nói, cái này có gì để cao hứng đâu. Nhìn thấy một đám trưởng lão trầm mặc, Tiêu Phàm lại nói ra, ta nghe nói mục tiêu hồn tộc tồn tại là phong ấn một tuyệt thế hung ma. Đây chính là ma đầu các ngươi phong ấn. Sắc mặt thất đại trưởng lão đỏ bừng, bọn hắn hoàn toàn không lực phản bác, bọn hắn cũng không biết hồn tộc tộc trưởng cùng các vị tộc lão vậy mà lừa đời lấy tiếng, gạt bỏ công thần chiến hồn đại lục. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm còn tin tưởng giá trị hồn tộc tồn tại thực sự là phong ấn một tôn tuyệt thế hung ma, nhưng hiện tại Tiêu Phàm đại khái đoán được cái gì? Hồn tộc, chỉ là thủ hộ lấy anh linh chiến hồn đại lục mà thôi. Đáng tiếc hồn tộc trưởng lão lại đang tính toán những anh linh này. Đều cùng ta đi vào, đứng ở bên cạnh ta, tốt nhất đừng nghĩ động tâm tư khác, phàm là người rời đi năm trưởng, chết. Tiêu Phàm lạnh lùng quét thất đại trưởng lão một cái. Thất đại trưởng lão đối với Tiêu Phàm còn có chút sợ hãi, đành phải yên lặng gật đầu, bọn hắn mặc dù bình thường tranh danh đoạt lợi nhưng vẫn không tin hồn tộc tộc trưởng cùng các vị tộc lão lại là người như vậy. Dứt lời. Tiêu Phàm liền hướng lấy đạo quang mang kia đi đến, đó là một đạo hồn giới mà thôi, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được hồn lực bốn phía liên tục không ngừng hướng về bên trong hồn giới dũng mãnh lao tới. Bên trong hồn giới cũng là một cái ngọc đài to lớn, ngọc đài bị một đầu âm dương tuyến một phân thành hai, một đen một trắng, hai bên đều ngồi xếp bằng không ít thân ảnh, trong đó thân ảnh một phương rõ ràng hơn nhiều so với một phương khác. Giữa âm dương tuyến có một đạo sương mù nhập không trung.
hoàn toàn đem không gian phía trên ngọc đài tách ra, sương mù chậm rãi đong đưa, tựa như hai cỗ lực lượng đang tranh chấp. Vị trí không trung là một cái chùy hình cái phễu, một đạo trùng sáng màu tím thông hướng chân trời, nhìn không thấy cuối cùng, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên có thể đoán được trùng sáng màu tím hẳn là trùng sáng màu tím ở ngoại giới vây khốn tiểu ma nữ. Hai phe nhân mã, một phương chỉ có 10 người, mỗi người đều mặc trường bào màu vàng óng, mấy người hiện lên vị trí đặc biệt ngồi xếp bằng, hơn nữa lực lượng thuần túy, một chút cũng không được pha tạp, bện thành một sợi dây thừng. Một phương khác lại là nhiều đến mấy chục người, thất linh bát lạc nằm trên đài ngọc, có thân ảnh mấy người chậm rãi hư hóa, hóa thành một chút xíu quang mang hướng về không gian đối diện tràn ngập đi. Mấy chục người đều là linh hồn chi thể, hơn nữa hồn lực mỗi người đều vô cùng cường đại, chỉ ít so với Tiêu Phàm nghĩ thì cường đại quá nhiều. Bất quá, mấy chục người không phải đối thủ 10 người này, thứ nhất là hồn lực bọn hắn không có thuần túy như mấy người đối diện, thứ hai là bọn hắn nhiều người, lực lượng lại cực kỳ phân tán. Oanh, đột nhiên, hư không rung động một cái, giữa màn sương mù nhanh chóng hướng về một phương nghiền ép đi, biến hóa bất thình lình làm 10 người đối diện kinh hãi không thôi. Sở Thiên Minh, nhìn đến trời cũng không giúp được các ngươi. Một kim bào trung niên nam tử đối diện cầm đầu ngửa mặt lên trời cười ha hả, lần này thật đúng là nguy hiểm, hồn tộc vậy mà ra một phản đồ, những người khác còn tuân thủ quy củ trước khi bản tôn rời đi. Vậy cũng chưa chắc, đám người hồn tộc ngươi tất nhiên có thể dung chuyển nhật nguyệt nghịch loạn trận, nhưng muốn phá mất nó, xúc phạm tới tiểu nữ oa kia, cái kia cũng không có khả năng. Một hắc bào lão giả đối diện trầm giọng nói, bất quá sắc mặt lại không phải rất tốt. Chỉ cần có thể dung chuyển đã đủ, nỗi lòng nàng vừa loạn, hẳn phải chết là không nghi ngờ. Kim bào trung niên nam tử cực kỳ tự tin nói. Có lẽ chết là ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh từ biên giới ngọc đài vang lên, lộ ra vô tận sát khí. 10 cái hô hấp trước đó, bên ngoài trận pháp, anh bà mang theo đám người hồn tộc lạnh lùng nhìn chăm chú tiểu ma nữ bên trong tử sắc quang trụ, tựa như đang đợi tiểu ma nữ tử vong. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, trạng thái tiểu ma nữ lại càng ngày càng tốt, khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí, anh bà có thể rõ ràng cảm nhận được có một cỗ lực lượng cực kỳ huyền diệu từ phía trên ngọc đài rót vào thể nội tiểu ma nữ. Tộc trưởng đã từng nói qua, người hồn tộc hiến tế nếu như sống sót, chính là ngày hồn tộc diệt vong, vô luận như thế nào hồn tộc không thể diệt. Anh bà trầm ngâm, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Anh bà mặc dù không biết hồn tộc tộc trưởng mang theo các tộc lão rời đi là vì cái gì, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều tin tưởng lời nói hồn tộc tộc trưởng. Lúc này, anh bà đột nhiên nhìn về phía tu sĩ hồn tộc, quát lên, chiến thánh cảnh đỉnh phong theo ta công kích cột sáng, trở về thưởng mỗi người một mai thần quả. Vâng, đại trưởng lão, tu sĩ hồn tộc thấy thế lập tức điên cuồng lên. Bọn hắn nhìn đến, anh bà có thể giết chết Tiêu Phàm nắm giữ tỏa hồn châu. Còn có cái gì làm không được đâu. Huống hồ, một mai thần quả đối với bọn hắn dụ hoặc là quá lớn, cho dù không thể để cho bọn hắn đột phá chiến thần cảnh, nhưng hiệu quả là cực kỳ rõ rệt. Trong lúc nhất thời, mấy chục chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời xuất kích, chiến kỹ hung mãnh hướng về tử sắc quang trụ oanh sát, tử sắc quang trụ lập tức lay động một trận. Các ngươi có biết bản thân đang làm cái gì hay không? Tiểu ma nữ hét lớn, nàng cũng không phải sợ chết, mà là sợ một ít người đạt được âm mưu. Bản trưởng lão rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, ngươi chỉ có chết thì hồn tộc mới có thể vĩnh tồn, tiếp tục oanh kích cho ta. Âm thanh anh bà lạnh lùng nói, giọng nói vô cùng lăng lệ. Lúc bọn hắn xuất thủ, người bên trong một phiến không gian đều cảm ứng được, hư không đều mãnh liệt run rẩy. Chỉ cần có thể dung chuyển đã đủ, nỗi lòng nàng vừa loạn, hẳn phải chết là không nghi ngờ. Kim bào trung niên nam tử cực kỳ tự tin nói. Hai phe một phen tranh chấp, biên giới ngọc đài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, có lẽ chết là ngươi. Thanh âm cực kỳ băng lãnh, lộ ra vô tận sát khí. Ai, nghe được thanh âm này, kim bào trung niên nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, những người khác cũng không hẹn mà cùng hướng về nguồn thanh âm nhìn lại. Vị trí biên giới hồn giới, một đạo thân ảnh rảo bước tiến đến, đó là một nam tử mặc trường bào màu đen. Hạc phát đồng nhan, lại lộ ra một cỗ sắc bén chi khí không gì sánh được. Người vừa mới xuất hiện, sát khí đáng sợ liền hướng về nam tử kim bào trung niên bước tới,
ngay sau đó một đạo lại một đạo thân ảnh đi theo xuất hiện. Mấy chục người đối diện cũng đồng thời nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, trên vạn năm, trừ kim bào trung niên nam tử bọn hắn tới nơi này, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua những người khác đến. Phải biết, nơi này chính là bố trí hai trận pháp thần giai đỉnh cấp, sau đó dung hợp thành âm dương tỏa thiên trận, cho dù chiến thần cảnh cũng không có khả năng phá vỡ. Nhưng người vừa tới là chiến thánh cảnh, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, người tới chính là Tiêu Phàm cùng thất đại trưởng lão hồn tộc. Hồn ca, hồn nhân, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Kim bào trung niên nam tử một cái liền nhận ra bảy người phía sau Tiêu Phàm, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn rất rõ ràng có thể tới nơi này đại biểu cho cái gì, kế hoạch bọn hắn mắt thấy không cần bao lâu liền muốn thành công, tuyệt đối không thể bởi vì những chiến thánh cảnh mà xuất hiện biến cố. Nhưng mà lại không có người nào trả lời hắn, Tiêu Phàm không cho bọn hắn mở miệng, bọn hắn tự nhiên không dám nói chuyện. Kim bào trung niên nam tử cũng phát hiện những người này không thích hợp, bọn hắn có vẻ như đều là lấy Tiêu Phàm làm chủ, lấy nhãn lực hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm chỉ là linh hồn chi thể, cũng không phải là người hồn tộc. Nếu không phải người hồn tộc, sao có thể mệnh lệnh trưởng lão hồn tộc? Ngươi là ai? Làm sao lại ở chỗ này? Kim bào trung niên nam tử lại hỏi, một cỗ khí thế như có như không hướng về Tiêu Phàm quét sạch đi, một chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn thật đúng là không để vào mắt. Dù là lực lượng hắn nhận kiềm chế, nhưng diệt sát mấy chiến thánh cảnh đỉnh phong vẫn là dễ như trở bàn tay, chí ít hắn nhìn tới là như thế. Huống chi, hắn cũng không muốn động thủ, dù sao 8 người đến có 7 người là hồn tộc hắn. Đương nhiên, nếu như 7 vị trưởng lão hồn tộc ảnh hưởng kế hoạch bọn hắn, kim bào trung niên nam tử tuyệt đối không có một tơ do dự. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi làm sao lại tới nơi này, tộc trưởng hồn tộc. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn kim bào trung niên nam tử, dù là đối phương khí thế như núi tựa như biển đánh tới, Tiêu Phàm cũng không động mảy may. Kim bào trung niên nam tử không phải người khác, chính là tộc trưởng hồn thiên, 9 người phía sau hắn đều là tộc lão hồn tộc. Nghe được Tiêu Phàm nói, ánh mắt tộc trưởng hồn thiên hồn tộc không ngừng lóe lên, dựa theo quy củ hồn tộc, người hồn tộc hắn là không thể bước vào nơi này nửa bước. Nhưng hồn thiên cùng 9 tộc lão là một mình tư dục, lại đem hồn tộc tổ địa đổi thành hồn tộc tổ mộ, lấy tưởng niệm tiên tổ làm lý do, tiến vào nơi này. Ha ha, tiểu huynh đệ, lão hủ là sở gia sở thiên minh, ngươi nếu giúp chúng ta diệt 10 hỗn đản, chúng ta tất có thâm tạ. Hắc bào lão giả sở thiên minh đối diện vội vàng nói. Tiêu Phàm liếc sở thiên minh một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn từ lúc nói chuyện đám người trước đó đã đoán được thân phận sở thiên minh, hắn chính là lão tổ cổ tộc sở gia. Bây giờ, sở thiên minh lại gọi hắn là tiểu huynh đệ, cái này khiến Tiêu Phàm có chút ngậm miệng không nói gì. Mẫu thân hắn là cổ tộc sở gia, nói theo một ý nghĩa nào đó, thể nội Tiêu Phàm hắn còn giữ mỏng manh huyết mạch sở thiên minh thì sao? Thâm tạ cũng không cần, ta có lý do giết bọn hắn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Chiến thánh cảnh nho nhỏ, thật đúng là nói khoác mà không biết ngược. Đừng nói ngươi là chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh lại như thế nào, muốn giết chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hồn ca, các ngươi muốn phản bội hồn tộc hay sao? Không đợi hồn thiên mở miệng, hồn tộc tộc lão liền phẫn nộ gầm hét lên, bọn hắn mặt ngoài nói không bận tâm Tiêu Phàm, nhưng nội tâm lại kiêng kỵ không thôi, bằng không cũng sẽ không khí cấp bại phôi như thế. Phản bội hồn tộc không phải chúng ta mà là tộc trưởng cùng các vị tộc lão. Đột nhiên, một hắc bào lão giả sau lưng Tiêu Phàm lấy dũng khí nói, hy vọng tộc trưởng cùng các vị tộc lão hồi tâm chuyển ý. Hồi tâm chuyển ý, bồn tộc trưởng chuẩn bị hơn 1000 năm đều là vì toàn bộ tương lai hồn tộc suy nghĩ, không cần hồi tâm chuyển ý. Luyện hóa bọn hắn, chúng ta liền có khả năng siêu việt cảnh giới trong truyền thuyết, dẫn dắt hồn tộc càng thêm huy hoàng. Hồn thiên cực kỳ khinh thường nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, hừ, các ngươi đã phản, vậy liền chết đi. Một trưởng lão nho nhỏ cũng dám thuyết giáo bản thân, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Tiếng nói rơi xuống, mi tâm hồn thiên đột nhiên kích xạ ra một đạo lưu quang sáng chói, xông thẳng vào hắc bào lão giả kia, sắc mặt hắc bào lão giả đại biến. Hắn rất rõ ràng thủ đoạn hồn thiên, đây chính là chiến thần cảnh công kích. Như thế nào một chiến thánh cảnh như hắn có thể chịu đựng được? Trong chớp nhoáng,
Hắc bào lão giả hồn ca toàn thân phát lạnh, toàn thân đều không thể động đậy. Cũng đúng lúc này, mấy vị tộc lão khác cũng xuất thủ, sát cơ nhao nhao khóa chặt mấy vị trưởng lão khác và Tiêu Phàm. Ta nói, người chết là ngươi. Mắt thấy đạo lưu quang kia sắp bắn trúng hồn ca, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng. Hắn tiến lên một bước, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm ba động từ trên người hắn lan tràn ra, cùng lúc đó mi tâm hắn bỗng nhiên hiện lên một mai huyết sắc châu tử. Tỏa hồn châu, ngươi là điện chủ Tu La Điện. Đám người kinh hãi lên tiếng, ngữ khí không giống nhau, có người kinh hỉ, có người sợ hãi, nhưng không ngoài dự tính, ánh mắt mỗi người đều tụ tập ở trên người Tiêu Phàm. Chấn kinh, yên tĩnh, nhìn thấy tỏa hồn châu trong nháy mắt, tất cả mọi người thần sắc đều biến, ánh mắt đám người hồn thiên lộ ra vẻ hoảng sợ, tỏa hồn châu đại biểu cho cái gì, bọn hắn rất rõ ràng. Đừng nói Tiêu Phàm là chiến thánh, dù là chiến đế, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn. Có tỏa hồn châu, Tiêu Phàm liền đã ở thế bất bại. Sở Thiên Minh bọn hắn lại kinh hỉ vô cùng, bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới lúc này Tu La Điện chủ vậy mà đến. Tiêu huynh đệ, ngươi là Tu La Điện chủ thế hệ này. Sở Thiên Minh cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm càng ngày càng hài lòng. Chỉ cần có thể để hồn thiên bọn hắn bị ăn cái thiệt thòi lớn, trong lòng Sở Thiên Minh liền vui vẻ, huống chi bọn hắn biết Tiêu Phàm đến đại biểu cho cái gì. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, nói theo một ý nghĩa nào đó Sở Thiên Minh cũng coi là lão tổ của Tiêu Phàm hắn, lại muốn cùng bản thân xưng huynh gọi đệ. Nếu như Sở Thiên Minh biết trên người hắn còn chảy huyết mạch Sở gia, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Tu La Điện chủ nhất mạch cố nhiên cường đại, nhưng Sở Thiên Minh tốt xấu gì cũng là thiên hạ đệ nhất dược thần. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Sở Thiên Minh lập tức tức giận nói. Tiền bối, vãn bối chỉ là sợ không với cao nổi. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết nói gì, hồi lâu mới nói một câu, hắn vẫn thật không nghĩ tới Sở Thiên Minh đã từng là đệ nhất dược thần. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có một đệ nhất dược thần làm huynh đệ, có lẽ cũng không tồi, mặc dù trên bối phận có chút rối loạn. Ha ha, tiểu tử ngươi so với Mõ U Cục năm đó làm ta nhìn thuận mắt hơn nhiều, huynh đệ, ta nhận định. Sở Thiên Minh sang sảng cười to, nhìn Tiêu Phàm là càng xem càng thuận mắt. Rốt cục có thể ly khai nơi đáng chết này, chúng ta rốt cục có thể hồn về nhục thân. Dòng dã trên vạn năm, chúng ta rốt cục đợi đến điểm này, người năm đó đã chỉ còn lại 80 người chúng ta. Đều do hồn thiên bọn hắn, giết hơn 100 người chúng ta, chờ ta rời đi nơi đây, nhất định dẫn người hủy diệt hồn tộc, cho người chết đi một cái công đạo. Người bên Sở Thiên Minh cũng nhao nhao la ầm lên. Tiêu Phàm có thể nghe được, bọn hắn đối với Tu La Điện chủ tràn ngập cảm kích, đây là một hiện tượng tốt. Đối địch với Chiến Thần Điện, Tiêu Phàm đang lo không có Minh Hiếu, hiện tại có Minh Hiếu tự đưa đến cửa rồi. Những người này hiện tại mặc dù chỉ là linh hồn chi thể, nhưng nhục thân bọn hắn chưa mục nát, Tiêu Phàm từ bên trong ngôn ngữ bọn hắn liền nghe ra một hai. Về phần nhục thân bọn hắn bảo tồn như thế nào, Tiêu Phàm liền không rõ ràng. Cái này cũng không phải vấn đề hắn quan tâm. Bất quá, Tiêu Phàm cũng từ trong giọng bọn hắn nói nghe ra hận ý đối với hồn tộc, cái này không phải Tiêu Phàm muốn thấy được, nếu như là trước đó Tiêu Phàm cũng hận hồn tộc. Nhưng trải qua những sự tình này, Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch, cũng không phải là hồn tộc quá xấu, mà là tộc trưởng hồn tộc cùng những tộc lão này quá âm hiểm mà thôi. Hồn thiên cùng những tộc lão muốn vì bản thân sai lầm bỏ ra đầy đủ đại giới. Nhưng không nên liên lụy đến hồn tộc. Biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ, thần sắc đám người hồn thiên lấp lóe không yên, trước đó bọn hắn khinh thường Tiêu Phàm nhưng hiện tại lại tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Hồn thiên, các ngươi vi phạm minh ước các tộc năm đó, đáng chém. Con người Tiêu Phàm đột nhiên rơi vào trên người đám người hồn thiên, huyết sắc quang mang bỗng nhiên hướng về bọn hắn mãnh liệt đi. Ngươi cho rằng thật có tỏa hồn châu liền có thể khắc chế chúng ta sao? Thực sự là ngây thơ, thần sắc hồn thiên bỗng sững sờ, đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Hư không hơi hơi rung động, từng đạo hồn văn lưu chuyển mà lên, hóa thành một đạo kết giới hướng về Tiêu Phàm bọn hắn bao phủ, huyết sắc quang mang đều bị bức trở về, căn bản tới gần không được bọn hắn. Trận pháp, Tiêu Phàm nhíu lông mày lại, đám người hồn thiên thật đúng là tính không bỏ sót, sớm liền đem bọn hắn mạch này tính toán. Bất quá ngẫm lại cũng đúng.
trong thiên hạ có lẽ người làm hồn thiên bọn hắn quan tâm đã không nhiều, nhưng Tu La Điện chủ lại là một người trong số đó. Tỏa hồn châu mặc dù lợi hại nhưng đỡ âm phải chúng ta rồi. Thần sắc hồn thiên đạm mạc nói, nếu như đã xé mở ra mặt, hắn cũng không cố kỵ gì. Ý cười trên mặt Sở Thiên Minh đám người két két mà dừng, tất cả đều phẫn hận nhìn hồn thiên, Sở Thiên Minh quát lên, hồn thiên, hồn tộc ngươi năm đó chỉ là tôi tớ Tu La nhất mạch mà thôi, đến hiện tại ngươi còn muốn phản bội Tu La nhất mạch sao? Phản bội, thực sự là buồn cười, hồn tộc thủ hộ các ngươi vạn năm, được cái gì? Ta trên người các ngươi tìm về điểm lợi tức, nói phản bội, vậy ta liền phản bội. Hồn thiên đã mê muội, lộ ra vẻ điên cuồng. Hồn tộc ngươi muốn chiến hồn đại lục hủy diệt sao? Nếu quả thật là như thế, các ngươi vĩnh viễn là tội nhân chiến hồn đại lục. Các ngươi có biết rõ vạn năm trước đó, Tu La Điện chủ để cho chúng ta sống đã bỏ ra đại giới cỡ nào, mà hồn tộc ngươi đã giết đến tận trăm người, ta sẽ không cho các ngươi chết tử tế. Sở Thiên Minh mặt âm trầm. Chỉ cần luyện hóa các ngươi, chúng ta liền vô cùng có khả năng siêu việt chiến thần, chúng ta sẽ không để cho chiến hồn đại lục hủy diệt. Hồn thiên lắc đầu, ánh mắt hắn thập phần kiên định, chúng ta làm như thế cũng chỉ muốn chiến hồn đại lục vĩnh viễn tồn tại. Sau đó trở thành chiến hồn đại lục của mình ngươi sao? Thanh âm Tiêu Phàm hợp thời vang lên, hắn đã minh bạch suy nghĩ trong lòng hồn thiên bọn hắn. Ngươi tính là gì, một người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa biết rõ cái gì? Hồn thiên khịt mũi coi thường chừng Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm cũng không tức giận, không những không giận mà còn cười nói. Vậy liền để cho ta đoán xem chuyện đã xảy ra đi, còn mời các vị tiền bối bằng chứng. Nhìn thấy Tiêu Phàm không sợ hãi, Sở Thiên Minh bọn hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao, thế nhưng vây khốn bọn họ là trận pháp thần giai, hơn nữa còn cố ý dùng để nhằm vào Tu La Điện điện chủ hắn, muốn phá vỡ không phải dễ dàng như vậy. Bất quá bọn hắn vẫn gật gật đầu, Tiêu Phàm cười cười, nói tiếp, vạn năm trước đó. Dị tộc xâm lấn. Tiêu Phàm từ tốn nói, hắn mặc dù không biết năm đó trận chiến phát sinh cái gì, nhưng thí thần thú chính là chết ở đoạn thời gian đó, đủ để thấy được trận chiến kia khủng bố. Tu La Điện chủ cùng không ít cổ tộc làm đồng minh, sau đó thi triển thủ đoạn lớn để linh hồn Sở Thiên Minh bọn hắn ly thể, tạo thành trạng thái chết giả, cùng sử dụng lấn thiên đại trận phong ấn bọn hắn, có lẽ chỉ là chờ đợi một ngày nào đó quay về chiến trường. Đây coi như là bảo tồn chiến lực một phương bọn hắn. Mà trong quá trình này, Tu La Điện chủ cùng các đại cổ tộc lo lắng hồn tộc làm phản, liền hợp lực chế tạo một quả tỏa hồn châu, chính là chuyên dùng để ứng phó hồn tộc. Mấy ngàn năm thời gian, tộc trưởng hồn tộc lịch đại đều hết sức dụng tâm thủ hộ hồn tộc tổ địa, nhưng mà sự tình thường luôn luôn ngoài ý định, lại không nghĩ rằng đột nhiên toát ra hồn thiên. Hồn thiên là một người rất có dã tâm. Hắn chứng kiến trận chiến ngàn năm trước đó, cũng biết rõ thực lực bản thân xa xa không đủ, trong lòng liền sinh ra một chút ý nghĩ. Ngay từ đầu, hồn thiên có lẽ chỉ là không muốn chết, cũng có lẽ là thật muốn phản kháng ngoại địch, chỉ là hắn hy vọng bản thân trở thành nhân vật chính cứu vớt chiến hồn đại lục mà thôi. Lúc trước hắn liền đã là chiến thần cảnh, thế nhưng muốn đột phá gông cùm xiềng xích chiến thần cảnh lại không có khả năng. Chỉ riêng một phương pháp chính là luyện hóa linh hồn chi thể bên trong tổ địa. Hắn nghĩ như vậy cũng đúng, sự thật cũng chứng minh như thế, luyện hóa trên trăm linh hồn chi thể về sau, thực lực 10 người bọn hắn đã đột phá chiến thần đỉnh phong. Nếu như có thể đem Sở Thiên Minh bọn hắn cùng tất cả đều luyện hóa vẫn là vô cùng có khả năng xông ra gông cùm xiềng xích, thật không nghĩ đến tại thời điểm then chốt này, Tiêu Phàm đến. Nói xong. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Sở Thiên Minh đám người nói, không biết ta đoán đúng hay không đây. Nghe xong Tiêu Phàm nói, sắc mặt đám người hồn thiên vô cùng âm trầm, nhìn thấy thần sắc đám người, Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn đoán đúng. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm chậm rãi ngưng kết, chiếm lấy là sát ý nồng đậm, nhìn về phía hồn thiên nói, chỉ là ta không biết các ngươi tiến vào nơi này như thế nào. Cái này ta biết. Không đợi hồn thiên mở miệng. Sở Thiên Minh liền cười lạnh một tiếng, hắn hận không thể đem hồn thiên ăn sống nuốt tươi. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ là linh hồn chi thể, linh hồn công kích căn bản không phải đối thủ hồn thiên bọn hắn, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không bị 10 người hồn thiên luyện hóa hơn trăm người. À, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Thiên Minh. Hồn tộc xem như sủng nhi thiên địa,
bọn hắn một khi thức tỉnh hồn tộc huyết mạch liền có thể sinh ra một loại năng lực kỳ lạ. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì như thế, thiên phú hồn tộc sẽ phải chịu hạn chế, cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại chiến thần cảnh. Sở Thiên Minh nói ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ châm chọc, đối với hồn tộc gọi là thiên sinh thần tộc, hắn là một chút cũng không để trong lòng, thậm chí cực kỳ khinh thường. Hồn thiên lại có năng lực kỳ lạ gì? Tiêu Phàm hỏi, trong lòng một trận kỳ lạ, trong lòng hắn đã có phỏng đoán. Hư hóa, năng lực hắn là có thể hư hóa, có thể không nhìn bất luận hồn giới, trận pháp và không gian cách trở. Sở Thiên Minh cực kỳ trịnh trọng nói ra. Ánh mắt Tiêu Phàm khẽ run lên, mặc dù đã đoán được năng lực hồn thiên cùng không nhìn trận pháp có quan hệ, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới năng lực hồn thiên so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hư hóa, theo Tu La truyền thừa ghi chép, loại năng lực này vạn người không được một, một khi hư hóa, hắn liền tựa như tồn tại bên trong một cái thời không khác, đồng dạng công kích căn bản không đến hắn. Công kích không đến hắn, vậy hắn có thể tương đương với đứng ở thế bất bại. Sở Thiên Minh, ngươi biết quá nhiều. Hồn thiên tà tà cười nói, trên mặt hiện lên vẻ tự tin, hắn thấy, trường tranh đấu này chỉ ít hắn không thua. Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tu La Điện chủ xác thực rất âm hiểm, làm ra tỏa hồn châu ứng phó hồn tộc ta, đáng tiếc tỏa hồn châu cũng không phải là tất cả mọi người đều e ngại. Đây chính là thiên ý để cho ta luyện hóa các ngươi, thiên ý để cho hồn tộc lớn mạnh trên chiến hồn đại lục. Hồn thiên, ngươi còn đang nằm mộng giữa ban ngày. Ngươi cho rằng bằng hồn tộc các ngươi liền có thể ngăn cản dị tộc sao? Ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới cấp độ Tu La Điện chủ năm đó. Sở Thiên Minh phẫn nộ gào thét. Chúng ta có thể ngăn cản được hay không thì ta không biết, nhưng các ngươi đã bại qua một lần, không phải sao? Hồn thiên cực độ tự tin, bằng vào ngôn ngữ đả kích đối với hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm híp hai mắt, hồn thiên đã hoàn toàn mê muội, cho rằng chỉ có hắn có thể cứu chiến hồn đại lục, nhưng Tiêu Phàm không cho rằng như vậy. Năm đó Tu La Điện chủ, huyết thần long bọn hắn biết bao cường đại, có thể so sánh với hồn thiên cho hắn cảm giác cường đại quá nhiều, không phải vẫn là thua địch nhân. Coi như hắn luyện hóa linh hồn chi thể Sở Thiên Minh bọn hắn lại có thể thế nào. Lượng biến muốn phát sinh chất biến không phải dễ dàng như vậy, chỉ ít hồn thiên không thể nào làm được. Cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi như vậy cũng đủ, bây giờ có thể đi chết. Hồn thiên đột nhiên lần nữa đánh ra một cái thủ ấn, giữa màn sương mù đột nhiên nghiền ép lên. Sở Thiên Minh đám người đều lộ ra vẻ khó xử, cũng không dám có bất kỳ chần chờ, tiếp tục đối kháng hồn thiên bọn hắn làm áp lực. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó chính là vị trí tử sắc quang trụ, dưới sự thúc giục hồn thiên, tử sắc quang trụ lại lần nữa hướng về huyết sắc biến hóa. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó có hai cỗ lực lượng đang va chạm, thậm chí hắn còn có thể cảm ứng được tiểu ma nữ bên trong tử sắc quang trụ giãy giụa. Rút ra tinh thần chi lực, đây là nhật nguyệt nghịch loạn trận. Tiểu ma nữ là mấu chốt khởi động nhật nguyệt nghịch loạn trận. Thế nhưng nhật nguyệt nghịch loạn không phải dùng để bảo hộ Sở Thiên Minh bọn hắn sao? Trong lòng Tiêu Phàm ngưng trọng vô cùng, càng nghi hoặc hơn. Dựa theo hắn từ trong trí nhớ cửu trưởng lão biết được, mỗi khi hồn tộc tổ mộ bạo động liền muốn người có linh hồn cực kỳ tinh khiết tiến vào tổ mộ, đây là quy củ lúc trước hồn thiên quyết định. Đã như vậy, những người linh hồn tinh khiết hẳn là quả cân Sở Thiên Minh ứng phó hồn thiên bọn hắn mới đúng, làm sao hiện tại bọn hồn thiên muốn giết chết tiểu ma nữ. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm trầm xuống, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Hoặc là hồn thiên tự cho là đúng, cho rằng mình có thể khống chế nhật nguyệt nghịch loạn trận, lại không nghĩ rằng trận pháp vượt qua hắn dự liệu. Những người đó linh hồn tinh khiết, nguyên bản hồn thiên là muốn dùng để đối phó Sở Thiên Minh, cuối cùng ngược lại trở thành trợ lực Sở Thiên Minh, cho nên hồn thiên liền giết bọn hắn. Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm càng ngưng trọng lên, nếu quả thật là như thế, chẳng phải là nói rõ Sở Thiên Minh là mượn nhờ nhật nguyệt nghịch loạn trận cũng không phải đối thủ hồn thiên bọn hắn. Hắn lúc này mới biết rõ tiểu ma nữ có thể sống sót, chứ ý chí cứng cỏi vẫn là nhờ vào Sở Thiên Minh bọn hắn bảo hộ, bằng không mà nói, tiểu ma nữ đoán chừng cũng sớm đã chết. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên lạnh, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tràn ngập khắp nơi. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu có thể tiến đến nơi này, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng có khả năng đi, ngươi có thể lại tìm mấy người hồn tộc trợ giúp chúng ta thôi động nhật nguyệt nghịch loạn trận hay không?
Sở Thiên Minh càng ngày càng lo lắng. Bọn họ cùng hồn thiên đối kháng, rõ ràng không phải một cấp độ, thông qua nhật nguyệt nghịch loạn trận mượn nhờ tinh thần chi lực quá ít, muốn thắng nhất định phải rút ra càng nhiều tinh thần chi lực. Thế nhưng người hồn tộc đang điên cuồng công kích tử sắc quang trụ, bọn hắn căn bản là không thể dẫn đạo tinh thần chi lực. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn căn bản là ra không được, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ ra ngoài, muốn ngăn cản hồn thiên bọn hắn, biện pháp duy nhất chính là giết bọn hắn. Trên mặt Sở Thiên Minh rơi ra vẻ mất mát, chẳng lẽ bản thân đám người cuối cùng vẫn phải bỏ mạng nơi này sao? Ha ha, hắn bị khốn long đại trận, làm sao có thể rời đi, các ngươi đừng si tâm vọng tưởng, một kẻ chờ chết đi. Hồn thiên phách lối kêu to tựa như đã thấy một màn bản thân luyện hóa đám Sở Thiên Minh, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sở dĩ không rời đi chỉ là bởi vì không cần thiết mà thôi. Đột nhiên, một đạo thanh âm ung dung vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên từ bên trong trận pháp kết giới một bước nhảy ra. Khốn, cùng lúc đó, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, tỏa hồn châu trong mi tâm quang mang hừng hực, giống như một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm hướng về bốn phía mãnh liệt mà tới. Hồn thiên thấy thế, ý cười trên mặt bỗng nhiên ngưng một cái, chiếm lấy là vẻ hoảng sợ, dù hắn là chiến thần cũng không có khả năng tránh thoát tỏa hồn châu trói buộc, nhất là khi Tiêu Phàm toàn lực thôi động. Lần trước anh bà sở dĩ may mắn trốn qua một kiếp chỉ là bởi vì Tiêu Phàm không đủ thời gian đối phó nàng mà thôi, nhưng lần này Tiêu Phàm lại tận hết sức lực muốn giết bọn hắn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chạy ra khốn long đại trận. Nhìn thấy huyết sắc quang mang vọt tới, hồn thiên sợ hãi kêu lấy, khốn long đại trận là trận pháp thần giai, Tiêu Phàm là một chiến thánh cảnh đỉnh phong làm sao có thể đột phá. Không chỉ hắn kinh hãi, các tộc lão hồn tộc khác cũng sợ hãi. Tỏa hồn châu cường đại bọn hắn là cực kỳ rõ ràng, tộc trưởng hồn tộc vạn năm trước đều tránh không thoát, huống chi bọn họ đây. Người trẻ tuổi, bản thân không để yên cho ngươi. Hồn thiên gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành một cái bóng mờ, huyết sắc quang mang trực tiếp từ mặc trên người hắn thấu qua. Bất quá, chín tộc lão khác là không có vận khí tốt như vậy, tất cả mọi người tựa như bên trong định thân thuật, rằng co tại nguyên chỗ. Hư hóa. Nhìn chín tộc lão bị định tại hồn tộc, lại nhìn hồn thiên điềm nhiên như không có việc gì, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến năng lực mà hồn thiên sở hữu. Tiêu Phàm cũng một trận kinh ngạc, năng lực hư hóa thật đúng là vô cùng đáng sợ. Tộc trưởng, cứu ta! Tộc trưởng, giúp ta hư hóa! Các tộc lão khác thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao hướng hồn thiên cầu cứu. Hồn thiên tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn tử vong. Chín người này là hắn tốn hao đại lực bồi dưỡng ra, nếu chết ở chỗ này, đối với hắn tổn thất không phải lớn bình thường. Bất quá, thời điểm coi như hắn chuẩn bị xuất thủ, bên trong tử sắc quang trụ đột nhiên kích xạ ra tinh quang đầy trời rơi vào trên người bọn Sở Thiên Minh, chỉ một thoáng, lực lượng đám người tăng vọt. Cùng lúc đó, màn sương mù đột nhiên hướng về vị trí đám hồn thiên nghiền ép tới. Hồn thiên, người cũng có ngày hôm nay, người chạy không thoát. Sở Thiên Minh cười ha ha, trong chớp nhoáng bọn hắn đã ở vào ưu thế tuyệt đối, thắng chỉ là chuyện sớm muộn. Tiêu Phàm lại nhìn về phía không trung, khi thấy tiểu ma nữ không việc gì trên mặt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Chạy, bản thân còn không có muốn chạy, các ngươi căn bản là không đỡ âm tới ta cần phải chạy sao? Hồn Thiên khịt mũi coi thường, hắn chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đi đến. Trước khi Sở Thiên Minh bọn hắn đến, hắn còn có đầy đủ thời gian diệt sát Tiêu Phàm, phía dưới năng lực hư hóa, thực lực hắn mặc dù giảm bớt đi nhiều, nhưng đối phó với một tu sĩ chiến thánh cảnh vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm nhìn chăm chú hồn thiên, tâm thần có chút khẩn trương, trong đôi mắt hắn lóe qua một vòng huyết sắc quang mang, tùy thời xuất thủ. Người trẻ tuổi, làm hỏng kế hoạch ta muốn người sống không bằng chết. Hồn thiên phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, lộ ra vẻ dữ tợn. Ngàn năm mưu đồ, lại bởi vì một chiến thánh cảnh mà thất bại trong gang tấc, chuyện này bảo hồn thiên bình tĩnh như thế nào, vẻn vẹn giết Tiêu Phàm còn không đủ để hắn giải hận. Hồn thiên, ngươi nếu tổn thương hắn, ta nhất định sẽ diệt hồn tộc ngươi. Sở Thiên Minh hét lớn, bọn hắn ra sức thúc giục linh hồn chi lực, muốn phá vỡ màn sương mù trói buộc. Bản thân hiện tại liền giết hắn, ngươi có thể cản ta như thế nào? Hồn thiên châm chọc nói. Hắn đi từng bước một hướng Tiêu Phàm,
tựa như cũng để phòng lực lượng tỏa hồn châu. Tám trượng, năm trượng. Ta nói, cuối cùng chết không nhất định là ta. Mắt thấy hồn thiên cách hắn chỉ có ba trượng, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một bức tranh, thời khắc bức tranh mở ra, hư không một trận chồng chất, biến hóa. Trong chớp mắt, thân hình hồn thiên hiển lộ đi ra, ngay lúc đó Tiêu Phàm thúc giục tỏa hồn châu vây nhốt tứ phương, bên trong hai mắt hắn cũng bỗng nhiên bắn ra một đoàn huyết hắc sắc hỏa diễm. Tu La luyện ngục, hét lớn một tiếng, huyết sắc hỏa diễm bỗng nhiên bao phủ hồn thiên, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, khi bị tỏa hồn châu khóa chặt, trong lòng hồn thiên lột bột một cái, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá giải hư hóa chi lực. Hồn thiên kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Ta không phải đã hư hóa à, bất kỳ lực lượng nào đều không đỡ âm tới ta mới đúng, người trẻ tuổi chiến thánh cảnh này vậy mà có năng lực có thể phá giải hư hóa. Những người khác cũng cực kỳ chấn động, bọn hắn còn chưa từng thấy có ai có thể phá giải năng lực hư hóa, vạn năm trước đó, hồn tộc cũng có người nắm giữ loại năng lực này, cơ hồ là tiên thiên bất bại. Thế gian này không có năng lực vô địch, thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, thao túng huyết hắc sắc hỏa diễm nung khô hồn thiên. Căn bản không có chỗ nương tay, hắn cũng không dám lưu thủ, phải biết đám hồn thiên đều là chiến thần cảnh. Có thể phá giải năng lực hư hóa, Tiêu Phàm còn nhờ vào bên trong ghi chép Tu La truyền thừa, năng lực hư hóa sở dĩ có thể vô hiệu công kích cũng là bởi vì đem tự thân hòa vào một mảnh hư không khác, nhìn qua chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Mặc dù Tiêu Phàm không có phá vỡ trùng điệp không gian, tìm ra chân thân năng lực hồn thiên, nhưng trên người hắn nắm giữ thiên cơ đồ. Thiên cơ đồ có năng lực phá không, ngay cả chiến thần cảnh cũng không so được. Không thể, ta là chiến thần cảnh, có thể nào bị một chiến thánh cảnh nho nhỏ cản trở. Hồn thiên phẫn nộ gào thét, đáng tiếc tỏa hồn châu áp chế gắt gao lấy hắn, cho dù hắn có năng lực cũng thi triển không ra. Tiểu huynh đệ, khống chế hắn, chúng ta rất nhanh liền có thể phá vỡ. Sở thiên minh hét lớn, bọn hắn dùng hết toàn lực trùng kích vây khốn trận pháp bọn hắn. Màn sương mù đung đưa không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tán mà ra, một khi bạo tán Sở Thiên Minh bọn hắn liền có thể xông tới. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì, thao túng tỏa hồn châu khống chế thập đại chiến thần, cơ hồ đã đạt tới cực hạn. Nắm giữ tỏa hồn châu là vô địch, nhưng còn chưa tới cấp độ nghịch thiên, thập đại chiến thần cùng nhau phản kháng quá mức khủng bố, thân ảnh Tiêu Phàm nhìn qua có chút lóe lên. Huống chi hắn còn đang thúc giục Tu La thần nhãn, linh hồn chi lực đối với hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố, dù là hắn muốn giết hồn thiên đều không có khả năng. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Hai mắt hồn thiên đỏ lên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn bại, bị bại thập phần triệt để, hắn cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Nhưng hắn sẽ không chết ở chỗ này, trước mắt thì có một cơ hội thoát đi nơi này, một khi Tiêu Phàm không kiên trì nổi, chính là lúc hắn rời đi. Chỉ bất quá, thống khổ bị huyết hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, mấu chốt nhất là bị huyết hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt, hồn thiên cảm giác linh hồn chi lực bản thân đang nhanh chóng biến mất. Cho đến bây giờ hắn đã rơi xuống một cảnh giới, cứ như thế, hắn vô cùng có khả năng rơi vào chiến thần cảnh sơ kỳ, thậm chí chiến thánh cảnh, đây không phải là thứ hắn muốn thấy. Cửu đại tộc lão hồn tộc lại lộ ra vẻ sợ hãi, liền hồn thiên đều không thể khống chế. Chín người bọn hắn lại làm sao có thể đào thoát. Bành, đột nhiên, một đạo sóng xung kích nhàn nhạt vang lên, màn sương mù rốt cục nổ tung, trên ngọc đài nhấc lên một trận hồn lực phong bạo, thân hình Tiêu Phàm có chút đứng không vững. Danh con, chết đi. Cũng đúng lúc này, hồn thiên đột nhiên gầm lên một tiếng, bởi vì hồn lực phong bạo, hắn tránh thoát tỏa hồn châu trói buộc, thân hình lần nữa hư hóa, sau đó giống như con sói đói hướng về Tiêu Phàm đánh giết. Dừng tay, Sở Thiên Minh quát lớn, hóa thành một đạo cực tốc hướng về hồn thiên đánh tới. Mặc dù chỉ cách vài chục trượng, đối với cường giả chiến thần cảnh mà nói là gần trong gang tấc, nhưng chính là gang tấc làm Sở Thiên Minh cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Trên mặt Tiêu Phàm càng thêm chẳng tốt đẹp gì, hồn thiên đến quá nhanh, hơn nữa vượt qua hắn dự liệu, dù hắn nghĩ dùng thiên cơ đồ cùng tỏa hồn châu phản kích, đều không có bất cứ cơ hội nào. Hồng hộc. Không có chút nào ngoài ý muốn, hồn thiên một trưởng hóa thành móng vuốt, trực tiếp chộp vào trên đầu Tiêu Phàm, dùng sức vạch một cái, linh hồn chi thể Tiêu Phàm trực tiếp bị xé nứt ra,
hóa thành hồn lực đầy trời tiêu tán trên không trung. Tu La Điện Chủ, cũng không gì hơn cái này. Hồn Thiên nhe răng trợn mắt nói, hắn đối với Tiêu Phàm hận thấu xương, hận không thể đem hắn tra tấn trăm ngàn năm, nhưng lưu cho hắn thời gian không nhiều, chỉ có thể giết chết Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này Sở Thiên Minh đi tới gần, cùng mấy người khác cùng nhau xuất thủ, trực tiếp chấn vỡ hư không, kém chút đem chân thân Hồn Thiên đánh xuống. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết rõ phá giải hư hóa chi lực như thế nào, chỉ bởi vì trước đó bị trận pháp vây khốn, không thể làm gì mà thôi. Hồn Thiên thấy thế, trong lòng bỗng nhiên giật mình, hư hóa chi lực hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vậy mà kém chút lần thứ hai phá vỡ. Chết, Sở Thiên Minh một tiếng quát như sấm, mấy người lần nữa xuất kích, một kích này Hồn Thiên cho dù không chết cũng tàn phế. Ta nhất định sẽ trở về. Hồn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng lấy nơi xa thối lui, trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Hồn Thiên chạy, hắn mặc dù cực kỳ không cam lòng nhưng ở lại đây hẳn phải chết là không nghi ngờ, hiện tại cơ hội duy nhất có thể sống chính là thoát đi nơi này. Trước khi thoát đi, giết chết Tiêu Phàm, trong lòng Hồn Thiên cũng vui một chút. Tộc trưởng, mang chúng ta cùng đi. Nhìn thấy Hồn Thiên rời đi, Hồn tộc cửu đại tộc lão lập tức hoảng sợ, Sở Thiên Minh bọn hắn là có hơn 80 người, 9 người về tại sao có thể là đối thủ đâu. Trước đó bởi vì có trận pháp trèo trống, cùng rất nhiều năm tính toán, bọn hắn mới có thể chiếm thượng phong, nhưng hiện tại trận pháp bị phá vỡ, thứ bọn hắn ỷ vào cũng không có. Sở Thiên Minh thật sâu nhìn vị trí Tiêu Phàm trước đó, nơi đó hồn lực quay cuồng, chỉ có một khỏa huyết sắc châu tử còn đang lơ lửng. Tiểu huynh đệ, là chúng ta hại ngươi. Sở Thiên Minh hít sâu một cái nói, thần sắc tràn ngập đau thương, sau đó con ngươi lăng lệ bỗng nhiên chuyển hướng chín tộc lão hồn tộc hiện tại nên đến các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hơn 80 chiến thần cảnh cường giả linh hồn chi thể bao vây mà lên, người có thể kiên trì đến hiện tại đều là người nổi bật hơn 80 chiến thần cảnh nở rộ khí tức khiến mảnh không gian này đều lay động, toàn thân chín tộc lão hồn tộc đối diện không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống. Sở tiền bối, không liên quan chúng ta, tất cả những thứ này đều là chủ ý Hồn Thiên, chúng ta chỉ bất quá nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Đúng vậy. Lúc ấy chúng ta đều là phản đối chủ ý Hồn Thiên, đáng tiếc hắn thực lực quá mạnh, chúng ta đều không phải là đối thủ, mới không thể không ứng phó các vị tiền bối a. Còn mời các vị tiền bối xin mở một con đường, chúng ta nhất định hối cải để làm người tốt. Cửu đại tộc lão lại cũng không chịu nổi cỗ uy áp kia, nhao nhao quỳ sát xuống dưới, bắt đầu xin khoan dung, một người đều sợ chết, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Tha các ngươi, ai tha hơn 100 anh linh. Ai tha tính mệnh tiểu huynh đệ ta? Sở Thiên Minh thần sắc lạnh lùng, chết đi hơn 100 người đều là công thần chiến hồn đại lục, cuối cùng lại chết thảm trong tay người chính mình, khẩu khí này làm hắn như thế nào kìm nén được? Đừng nói hắn nguyện ý, chính là những người khác cũng không nguyện ý, cửu đại tộc lão hồn tộc bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Nơi xa, thất đại trưởng lão hồn tộc vào cũng không phải, lui cũng không phải, trong lòng bọn hắn có chút sợ hãi. Sở Thiên Minh bọn hắn nếu giết cửu đại tộc lão, tiếp theo có thể đối phó bọn hắn hay không? Bọn hắn đều chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, nếu như Sở Thiên Minh muốn giết bọn hắn, cơ hồ chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Giết bọn hắn, đột nhiên, Sở Thiên Minh quát lạnh một tiếng, hơn 80 cường giả linh hồn chi thể đánh giết mà ra, khí thế vô cùng đáng sợ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, nghe được thanh âm này. Đám người theo bản năng ngừng thân hình. Các vị tiền bối, có thể đem 9 người bọn hắn giao cho ta xử lý hay không? Thanh âm cực kỳ bình thản, không biết từ phương hướng nào truyền đến, bất quá đám người lại nghe được thập phần rõ ràng, cũng trong nháy mắt nhận ra chủ nhân thanh âm này. Tiểu huynh đệ, người còn sống. Sở Thiên Minh lấy lại tinh thần, hướng về xung quanh hét lớn. Đáng tiếc, bốn phía căn bản không có thân ảnh Tiêu Phàm, sau nửa ngày, ánh mắt đám người rốt cục rơi vào một khỏa huyết sắc châu tử trên hư không. Huyết sắc châu tử chính là tỏa hồn châu, ngay từ đầu đám người thật đúng là không chú ý, coi là Tiêu Phàm chết, tỏa hồn châu cũng sẽ biến mất. Nhưng mà hiện tại bọn hắn lại phát hiện tỏa hồn châu một mực lơ lửng tại hư không, bốn phía tiêu tán lấy linh hồn ba động huyền diệu, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo bóng người, lờ mờ có thể nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ. Thực sự là tiểu huynh đệ. Hắn làm sao có thể còn sống, bị Hồn Thiên đánh một kích, linh hồn hắn không phải phi hôi yên diệt sao?
Tỏa hồn châu, nhất định là tỏa hồn châu cứu hắn, tỏa hồn châu có thể vây nhốt linh hồn người khác, khẳng định cũng có thể bảo hộ linh hồn bản thân. Tỏa hồn châu xác thực kỳ lạ, nhưng hồn thiên công kích nhất định sẽ đem mệnh cách tiểu huynh đệ chấn vỡ, không có mệnh cách, tỏa hồn châu cũng không thể bảo vệ được. Đám người kỳ lạ nhìn đạo thân ảnh, mấy tức thời gian, thân ảnh Tiêu Phàm đã chậm rãi hiển lộ ra, tỏa hồn châu điên cuồng hấp thu hồn lực bốn phía. Hồn lực không đủ, Sở Thiên Minh lông mày nhíu lại, đột nhiên thân hình lóe lên, lấy tay hóa chảo, trực tiếp cắm vào mi tâm một tộc lão hồn tộc trong đó. Tộc lão bị đám người khí thế ép tới không thở nổi, nơi nào còn có sức phản kháng, chẳng ai ngờ rằng Sở Thiên Minh xuất thủ quyết đoán như thế, trực tiếp liền làm thịt một người. Phốc một tiếng, chỉ thấy Sở Thiên Minh dùng sức kéo một phát, trong tay hắn đột nhiên dắt lấy một mai tử sắc tinh thể trong suốt, tộc lão trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Ta đây liền chết, cái này có lẽ là ý nghĩ cuối cùng của vị tộc lão. Lúc Sở Thiên Minh rút ra tử sắc tinh thể, thân thể hắn bỗng nhiên bạo tán ra, hóa thành hồn lực cuồn cuộn hướng về bốn phía tràn ngập đi. Ngay lúc đó, hư không còn ngưng tụ thành từng khỏa hạt châu nhỏ óng ánh trong suốt. Hạt châu không đặc biệt, chính là mệnh nguyên châu. Bất quá giờ phút này lại không có người nào để ý tới mệnh nguyên châu, tâm thần bọn hắn đều ở phía trên tỏa hồn châu, chỉ thấy hồn lực tộc lão bạo tán mà mở, điên cuồng hướng về tỏa hồn châu tràn ngập đi. Nhìn thấy Sở Thiên Minh giết tộc lão, nội tâm Tiêu Phàm cũng thập phần bất đắc dĩ, hơn 100 người chết đi, Sở Thiên Minh nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Coi như hắn cứu Sở Thiên Minh bọn hắn, nhưng Tiêu Phàm cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, huống chi Sở Thiên Minh làm như thế vẫn là trợ giúp hắn khôi phục linh hồn chi thể. Theo hồn lực tràn vào, thân ảnh Tiêu Phàm càng ngày càng ngưng tụ, nhưng vẫn còn thiếu không ít, phần lớn người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, đây chính là hồn lực chiến thần cảnh cường giả, vậy mà đều không đủ cho hắn khôi phục. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm là nắm giữ 8 cỗ chiến thánh cảnh đỉnh phong linh hồn phân thân, đoán chừng liền sẽ không nghĩ như thế. Sở Thiên Minh quyết định thật nhanh, lại giết một người, nhưng mà lúc hồn lực tộc lão thứ hai bị Tiêu Phàm hấp thu toàn bộ, hắn vẫn không động tĩnh. Khóe miệng đám người giật một cái, liền xem như chiến thần cảnh đoán chừng cũng có thể khôi phục hoàn toàn đi, dù sao một vị tộc lão cũng là chiến thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa đến gần vô hạn chiến thần đỉnh phong. Dù là bị rút ra thần lực chi tinh, hắn ẩn chứa hồn lực cũng không dưới chiến thần cảnh trung kỳ a. Sở Thiên Minh cũng không phải tàn nhẫn và quyết đoán bình thường, hắn một cái xuất thủ, khi chém giết tộc lão thứ 8, Tiêu Phàm rốt cục có chỗ động tĩnh. Tỏa hồn châu điên cuồng hấp thu linh hồn tộc lão thứ 8, linh hồn chi thể Tiêu Phàm cũng rốt cục ngưng tụ, hơn nữa vẫn là mái đầu bạc trắng. Oanh, đột nhiên, trên người Tiêu Phàm bộc phát ra khí thế đáng sợ. Lấy hắn làm trung tâm hướng về tứ phương quét sạch đi, Sở Thiên Minh đám người cách nhau khá gần tất cả đều đẩy lui một hai bước, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Chiến thần cảnh, Sở Thiên Minh kinh ngạc nói, không thể tin được bản thân chứng kiến, hắn cũng không phải kinh ngạc linh hồn Tiêu Phàm đột phá đến chiến thần cảnh, mà kinh ngạc chiến thần cảnh sơ kỳ vậy mà nắm giữ lực lượng linh hồn đáng sợ như thế. Trên người Tiêu Phàm phát ra linh hồn cường độ tuyệt đối không thua chiến thần trung kỳ bình thường. Không đúng, hắn không đột phá chiến thần cảnh, vẫn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi. Có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Sở Thiên Minh trợn to hai mắt, tựa như nhìn thấy quỷ, chiến thánh cảnh đỉnh phong liền nắm giữ lực lượng linh hồn không kém gì chiến thần cảnh trung kỳ. Coi như không có đột phá chiến thần cảnh, cũng chênh lệch không xa. Lại có người mở miệng nói. Sở Thiên Minh gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm không ngại. Hắn cũng lộ ra ý cười, sau đó con ngươi lại rơi vào trên người một tộc lão cuối cùng, dọa đến tộc lão toàn thân run lẩy bẩy. Sở tiền bối tha mạng, cảm nhận được ánh mắt Sở Thiên Minh băng lãnh mà sắc bén, vị tộc lão cuối cùng phù phù một tiếng quỳ xuống dưới, tử vong sợ hãi quanh quẩn trong lòng. Phốc, đáng tiếc, Sở Thiên Minh không phải hạng người nhân từ, bàn tay hắn lần nữa cắm vào mi tâm hắn, lấy ra thần lực chi tinh. Cùng lúc đó, thân thể tộc lão cũng hóa thành cuồn cuộn hồn lực chuẩn bị hướng về bốn phía tràn ngập đi, lại bị tỏa hồn châu vây khốn, quay quanh Tiêu Phàm. Bất quá, hắn lại không có tiếp tục hấp thu, lực lượng linh hồn hắn đã đạt tới cực hạn, tiếp tục hấp thu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng không lãng phí như thế, dưới sự hướng dẫn của hắn,
hồn lực bàng bạc nhanh chóng hướng về tử sắc quang trụ dũng mãnh lao tới. Cái này dù sao cũng là hồn lực chiến thần cảnh, ẩn chứa thần tính, hoặc có lẽ là cái này đã có thể xưng là thần lực. Nếu như Diệp Thi Vũ hấp thu thần lực, có thể càng tiến một bước, vững chắc tu vi, khôi phục thương thế vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Sở Thiên Minh bọn hắn cũng không nói gì thêm, những hồn lực này đối với bọn hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như không phải Tiêu Phàm đến cứu bọn hắn chưa hẳn có thể sống sót. Lúc này, ánh mắt bọn hắn bỗng nhiên rơi vào trên người bảy hồn tộc trưởng lão cách đó không xa, thất đại trưởng lão bị dọa đến toàn thân run một cái, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Hô, cũng đúng lúc này, tỏa hồn châu biến mất, linh hồn chi thể Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ngăn khuất trước mặt thất đại trưởng lão hồn tộc. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ bên trong tử sắc thông đạo chậm rãi trôi nổi xuống, cũng rơi vào bên người Tiêu Phàm, hướng về phía Tiêu Phàm nhu tình cười một tiếng. Người tới chính là Diệp Thi Vũ, mặc dù sắc mặt nàng còn hơi có vẻ trắng bệch, nhưng khí thế trên người lại cường đại không ít, một tộc lão hồn lực bị nàng hấp thu, mặc dù hiện tại không thể đột phá chiến thần cảnh nhưng đoán chừng cũng kém không nhiều. Nhìn thấy Diệp Thi Vũ không có việc gì, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ sán lạn. Các vị tiền bối, tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thi Vũ đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên Minh đám người nói. Nếu là yêu cầu quá đáng, coi như không nói cũng được. Nếu như ngươi là muốn thay những người hồn tộc bọn hắn cầu tình, vậy liền không bàn nữa. Không sai, ngươi mặc dù cứu chúng ta, nhưng hồn tộc tộc trưởng hại chúng ta, ân oán xóa bỏ, chúng ta không cùng ngươi so đo, nhưng những người hồn tộc khác hẳn phải chết là không nghi ngờ. Các đại lão đại cổ tộc nhao nhao lắc đầu, cũng khó trách lửa giận bọn hắn lớn như vậy, vạn năm trước đó bọn họ đều là đại nhân vật rong ruổi thiên hạ. Hồn tộc là muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, bọn hắn làm sao có thể nén giận đây? Sắc mặt Diệp Thi Vũ biến sắc, nàng xác thực muốn cứu đám người hồn tộc nhưng thực lực nàng còn không đủ để cùng đối diện hơn 80 chiến thần cảnh linh hồn chi thể. Thi Vũ, ngươi phải cứu bọn hắn làm cái gì? Tiêu Phàm truyền âm cho Diệp Thi Vũ nói. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới giết thất đại trưởng lão, nhưng hắn cũng không muốn vì cứu bọn hắn, cùng hơn 80 chiến thần cảnh cường giả là địch. Bởi vì bọn hắn không đáng. Ta muốn giúp phu quân, hồn tộc có lẽ là một đội quân dự bị cường đại cho Tu La Điện. Diệp Thi Vũ thần sắc kiên định, truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhu tình nhìn Diệp Thi Vũ, bất quá lập tức lại cau mày một cái, nói, hồn tộc là kém chút hại ngươi. Diệp Thi Vũ lại lắc đầu, nói, mặc dù ta kém chút cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Nhật Nguyệt nghịch loạn trận ẩn chứa truyền thừa tộc trưởng hồn tộc đời thứ nhất, nguyên lai hồn tộc tổ mộ căn bản không phải là cái gì tổ mộ cùng tổ địa, mà là một kiện chí bảo hồn tộc tên là Chỉ Xích Thiên Nhai. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa chuẩn bị hỏi thăm thì thanh âm Diệp Thi Vũ lại vang lên, hồn tộc tồn tại có ý nghĩa đặc thù, ta hiện tại xem như tộc trưởng hồn tộc, có nghĩa vụ bảo hộ hồn tộc không bị diệt vong. Các trưởng lão xác thực muốn hại ta, nhưng ta cũng là tự nguyện tiến đến. Bởi vì ta có linh hồn độ tinh khiết đến gần vô hạn hồn tộc tiên tổ, bên trong tối tăm tự có một loại cảm ứng, huống chi những trưởng lão này mặc dù tự tư một chút, nhưng cũng không phải là hư hỏng như vậy. Từ trong giọng nói Diệp Thi Vũ, Tiêu Phàm nghe được nàng kiên quyết, hắn tự nhiên là nghĩa vô phản cố, chỉ là muốn thuyết phục hơn 80 chiến thần cảnh cường giả lại không phải dễ dàng như vậy. Hai người truyền âm chỉ là một hai cái hô hấp mà thôi. Còn người Sở Thiên Minh bọn hắn băng lãnh vẫn như cũ nhìn chằm chằm thất đại trưởng lão phía sau, khiến thất đại trưởng lão dùng mình. Các vị tiền bối, có thể nghe ta một câu hay không? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hãm hại các vị tiền bối là hồn thiên cùng hồn tộc tộc lão, cùng những hồn tộc kỳ thật cũng không có quan hệ gì, tu vi bọn hắn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, trước mặt các ngươi như là sâu kiến, giết bọn hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Tiểu huynh đệ, người cứu chúng ta. Chúng ta nên cho ngươi một phần mặt mũi, nhưng không giết bọn hắn, trong lòng ta khó mà giải hận, anh Linh chết đi cũng khó có thể nhắm mắt. Một áo xám lão giả đứng đi ra, lắc lắc đầu nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, áo xám lão giả nói đại biểu cho ý tứ phần lớn người. Giết bọn hắn, anh Linh chết đi liền có thể nhắm mắt sao? Tiêu Phàm phản hỏi, hắn không chỉ là vì Diệp Thi Vũ suy nghĩ. Hắn cũng không muốn hồn tộc bởi vì hồn thiên bọn hắn mà bị diệt tộc. Tổ chức một cái ngôn ngữ,
Tiêu Phàm lại nói, không dối gạt các vị, hiện tại tình thế chiến hồn đại lục không lạc quan, có lẽ mọi người còn không biết sự tình chiến thần điện phản bội chiến hồn đại lục. Chiến thần điện phản bội, tình thế chiến hồn đại lục hiện tại ra sao? Sở Thiên Minh hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lập tức đem tình thế chiến hồn đại lục bây giờ thô sơ giản lược giảng giải một lần, chiến thần điện độc đại, cổ tộc khác nhau nhau có giúp ở bên trong cổ địa. Vừa nghe đến là kết quả như thế này, rất nhiều người đã bắt đầu tức giận, nhất là khi Tiêu Phàm nói đến chiến thần điện 5.000 năm trước phản bội, rất nhiều người hét lớn muốn xông ra nơi đây, tìm chiến thần điện gây phiền phức. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng đã cười lên, bất quá mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, trở lại vấn đề chính nói, cho nên các vị tiền bối nên minh bạch, chân chính địch nhân chúng ta cũng không phải là hồn tộc, mà là chiến thần điện cùng dị tộc, không phải sao? Hồn tộc cố nhiên có sai, nhưng tương lai không thể tránh né một trận chiến, hồn tộc hoặc nhiều hoặc ít có thể đưa đến một chút tác dụng, để bọn hắn lập công chuộc tội, chúng ta cũng thêm một phần lực lượng. Nghe được Tiêu Phàm nói, những kẻ kêu đánh hô giết bắt đầu trù trừ, lúc này Sở Thiên Minh đứng đi ra nói, các vị, tiểu huynh đệ nói không sai, thêm một người thêm một phần lực lượng, chúng ta nếu giết tất cả hồn tộc, cùng hồn thiên bọn hắn lại có khác biệt gì đâu. Thôi, Sở lão quái, ta nghe ngươi. Sở Dược Thần nói không sai, việc này tạm thời để ở một bên, chúng ta còn có địch nhân càng cường đại hơn. Đám người nhao nhao gật đầu, sát ý trên người chậm rãi tiêu tán, thất đại trưởng lão hồn tộc đối diện buông lỏng một hơi, mấy người cảm giác tại quỷ môn quan đi một vòng. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng nhìn nhau cười một tiếng, có thể thuyết phục những đại nhân vật, hồn tộc cuối cùng xem như có thể tồn tại. Tiểu huynh đệ, còn chưa biết tên ngươi. Sở Thiên Minh cười nói, đột nhiên tiện tay hất lên, từng đạo lưu quang hướng về Tiêu Phàm bay đi, rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Đây là, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, cái này lại là 9 cái thần lực chi tinh, Sở Thiên Minh cứ như vậy cho bản thân, vãn bối Tiêu Phàm, tiền bối, ngươi cái này. Không có ta giết bọn hắn, ngươi cũng có thể giết bọn hắn, huống chi ngươi cứu chúng ta, những đồ vật này theo lý nên thuộc về ngươi. Sở Thiên Minh lắc lắc đầu nói. Đúng, tiền bối, các ngươi nhiều người như vậy, lực lượng cường đại như thế làm sao sẽ bị hồn thiên bọn hắn tính toán. Tiêu Phàm cũng không khách khí, sau đó nói sang chuyện khác. Hừ, nếu như không phải thừa dịp chúng ta ngủ say, làm sao có thể bị bọn hắn tính toán. Sở Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, trong lời nói đều là vẻ khinh thường, những người khác cũng giống như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.